nghe chưa rõ thì có thể sáng ngày mai có thể yêu cầu là cho em nghe lại. Nào các anh chị, thường thường là cái hôm nay là thầy chia sẻ, thầy mở cái buổi họp này, mở cái buổi Zoom ngày hôm nay để chia sẻ với lại các anh chị và các thầy cô tương lai, hay là các thầy cô đang làm giáo viên và muốn tham gia cùng vào làm việc với lại Catalyst. Cái lớp này thầy mở ra, cái buổi họp hôm nay thầy mở ra để thầy nói về cái chương trình thầy đào tạo của giáo viên của Catalyst. Ở trong đó có cái quy trình đào tạo của thầy có, và những cái bước sau đó là nếu như mà mình muốn làm ứng tuyển làm giáo viên của Catalyst thì mình sẽ cần làm những cái việc bước bước gì sau đó. Cái quan trọng cuối cùng, cái quan trọng, bạn Thư ơi, con tắt mic và con thoát luôn Zoom luôn giùm thầy nha bạn Thư nhá. Và cái cuối cùng là tôi được bao nhiêu tiền. Thực tế cũng anh chị, tức là thực tế mình đi làm là mình muốn biết là tôi làm, nếu mà tôi dạy đi học đi làm cho Catalyst thì tiền lương của tôi là bao nhiêu, tức là thầy sẵn sàng, Catalyst sẵn sàng trả lương cho các thầy cô là bao nhiêu tiền. Tại vì cái nhiều khi các thầy cô nói ô cái này lương ít quá em không muốn làm, thì các thầy cô cũng có thể là sẽ không cần phải tham gia tiếp tục, đúng không ạ? Còn nếu như mà các thầy cô, hoặc là các thầy cô nói ôi cái này nhiều tiền quá em không xài hết, em không biết xài kiểu gì cho hết, thì thôi mình cũng có thể không tham gia. Nhưng mà tùy theo cái thầy cô ha, nhưng mà tiền nhiều thì chắc là không ai, tiền thì chắc là không ai chơi nhiều đâu. Nào các thầy cô, cái lớp KEM này là KEM, lần này là lần thứ năm thầy làm cái KEM này ở trên online. Thầy đã mở cái lớp khóa học và KEM giáo viên này là lần thứ năm thầy mở online. Lần đầu tiên thầy mở cái KEM giáo viên này offline ở Hà Nội, tại vì lần lúc đó là có nhiều anh chị, có nhiều bạn cũng kêu là mở online đi. Thầy thì không nghĩ là mở online được, tại vì thầy rất là lo ngại. Tại vì sao các anh chị? Tại vì cái chương trình học của mình nó hơi bị nặng, nó nặng, không phải là hơi bị nặng mà nó rất là nặng. Cho nên trong suốt cái quá trình học, trong những 3 ngày tới, ngày thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật cuối tuần này, khi mà các anh chị tham gia vào cái lớp này học á, thì thầy yêu cầu hay là thầy đòi hỏi? Đây là thầy yêu cầu và thầy đòi hỏi, chứ không phải là thầy mong đợi hay là thầy mong chờ nha các anh chị. Thầy yêu cầu và thầy đòi hỏi tất cả các anh chị em nào tham gia cái lớp học này thì đều phải tập trung 100% năng lượng của mình vào trong cái lớp học này. Và các anh chị phải tập trung tổng cộng là 72 giờ học liên tục. 72 giờ liên tục nha các anh chị. Chứ không phải là ô không sao em vào lớp em học xong rồi một tí em ra ngoài em đi công việc này công việc kia. Đúng rồi. Em sẽ đi công việc này công việc kia công việc nọ được cho anh chị ha. Nào, cái buổi đầu tiên, cái lần đầu tiên mà thầy làm cái camp này, tại sao mà thầy phải làm offline, là tại vì cái sự tập trung cao độ của các anh chị em. Thầy e ngại rằng các anh chị, nếu như mà các anh chị học online, nhiều khi là anh chị sẽ bị điện thoại nó quấy rầy, nhiều khi là anh chị bị con gọi mẹ ơi mẹ à, ba ơi ba à, rồi xong rồi có nhiều khi là bạn bè họ tới họ chơi, cho nên là nó rất làm phiền mình trong cái suốt cái quá trình mà mình học tập. Cho nên đó là lý do tại sao mà thầy không làm online mà thầy làm offline. Cái nguyên nhân thứ hai, các anh chị em mà thầy làm offline ở trong một hai mấy cái đợt đầu tiên mà thầy làm với camp này đó, là thầy làm offline đó, là cái nguyên nhân thứ hai đó là tại vì thầy sao chép cái chương trình hay là cái cách dạy học này, cái cách dạy ngôn ngữ này, dạy tiếng Anh này của bên trường quân đội, trường ngôn ngữ quân đội của Mỹ. Cái chương trình này thì ở bên Mỹ người ta đã dạy, hay là cái phương pháp giáo dục này, cái phương pháp để dạy dạy ngôn ngữ này thì ở bên Mỹ người ta đi dạy ít nhất là 30 năm nay rồi, chứ không phải là một cái cách, không phải là một cái chương trình mới mẻ hay là một cái gì mà mới mẻ. Đối với nước Mỹ người ta đã dạy cái này 30 năm rồi. Người ta bên Mỹ có hai cái trường dạy ngôn ngữ siêu tốc. Siêu tốc cái gì ha, hai cái trường dạy ngôn ngữ siêu tốc. Một cái trường là thuộc trực thuộc của quân đội Mỹ, để nó dùng để nó dạy cho cán bộ, đào tạo cho cán bộ và các người mà đi phục vụ ra nước ngoài phục vụ. Nếu như mà mình đi qua Việt Nam phục vụ
thì mình sẽ đi vào trường đó để mình học tiếng Việt. Nếu mình đi Nhật thì mình vào trường đó mình học tiếng Nhật. Nếu như mình đi sang Nga thì mình vào trường đó mình học tiếng Nga. Tất cả mọi ngôn ngữ trên thế giới này ở trong trường đó đều đào tạo hết, và nó đào tạo cho cán bộ để đi phục vụ cho quân đội Mỹ hoặc là cho đại sứ quán Mỹ ở nước ngoài. Đó là cái một một là một trường. Còn cái trường thứ hai thì cái trường này nó trực thuộc của trường của một môn, tức là của một cái hội thánh Tin Lành. Thì cái trường thứ hai đó người ta chỉ đào tạo ra những mục sư, những người để đi giảng đạo ở các quốc gia mà họ muốn đi tới để họ truyền đạo. Cho nên mình sẽ không nói về cái trường Mộc Môn, mà mình nói là cái trường quân đội, trường ngôn ngữ quốc gia của quân đội của Mỹ á. Thì ở trong cái trường này người ta vào lớp, người ta vào đào tạo, thì người ta ngày đầu tiên vào lớp á, tức đương nhiên là nó phải qua bao nhiêu cuộc phỏng vấn, bao nhiêu sự lựa tuyển chọn từ bao nhiêu thứ rồi. Thì tới ngày đầu tiên là người ta vào lớp thì thầy cô sẽ dạy từ 5 năm từ sáng, từ 8 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều. Thầy cô sẽ vào dạy từ 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều, mà họ dạy cái gì các chị, bất cứ ngôn ngữ gì họ đều dạy bằng một cùng cùng một cùng cùng chung một công thức. Tức là ngày đầu tiên vào họ chỉ dạy ngữ âm, học tiếng Việt, rồi vô chương học tiếng mới mà học tiếng Việt thì họ vô họ dạy a ở bậc giờ đờ. Nếu như mà học tiếng Nhật thì họ dạy ngôi là ngữ âm của Nhật, họ học ngôn ngữ nào họ dạy ngữ âm đó, mà họ chỉ dạy trong vòng một ngày thôi. Còn nếu mà mình học tiếng Anh thì họ dạy 44 cái ngữ âm ở trong tiếng Anh chấm hết. Ngày đầu tiên là họ dạy có bao nhiêu đó thôi, và ngày thứ hai là vô học từ vựng, là họ đọc truyện, họ đọc sách, họ nói chuyện với nhau, họ giao tiếp bằng tiếng Anh hết rồi. Cho nên cái cách mà họ dạy siêu tốc, các anh chị, họ dạy siêu tốc, đương nhiên rằng họ cũng yêu cầu học sinh của họ, học sinh, những anh chị, các bạn học viên là tham gia vào cũng phải học siêu tốc và phải học tập trung 100%. Có nghĩa là học từ sáng cho tới chiều, 5 giờ chiều về rồi thầy cô thì đi về nhà, đây là đi chơi, còn học viên thì việc là học bài là việc của mình. Bây giờ mình học tới 2 giờ sáng, hay mình học tới 1 giờ sáng, hay mình làm bài tới 5 giờ sáng, đó là việc của mình. Thầy cô không quan tâm, tại vì ngày mai vô mà không đọc được, không phát âm được là mời, bye bye, gửi về nhà. Tức là trả về cho đơn vị với cũ, họ đuổi ra khỏi trường. Cho nên là mọi cái người, những cái anh chị nào, những cán bộ nào mà được đi vào trường đó, họ rất là tôn trọng, họ rất là quý mến cái quý quý trọng cái chương trình này, và họ cho nên họ tập trung vào, họ học rất là cao độ ở trong suốt cái xuyên suốt cái chương trình, và họ đã làm như vậy mấy chục năm rồi các anh chị. Thầy về đây xong rồi cũng qua nhiều lần, nhiều anh chị em, nhiều thầy cô mong mỏi là làm sao thầy có cái lớp nào, thầy có cái cách nào thầy dạy nhanh, thầy dạy siêu tốc để cho tụi em học, tụi em còn làm việc, tụi em còn cái này, tụi em còn cái kia. Có nhiều anh chị là làm doanh nhân á, nghĩa là em không có giờ, bây giờ em làm sao em học cho nhanh chứ, bây giờ học tới 4 tháng mới học xong đánh vần của nền tảng thì lâu quá, bây giờ có cách nào học nhanh hơn hay không? Thì cái lớp này anh chị học 3 ngày, thay vì học 48 tiếng ở 48 buổi học kéo dài 4 tháng, thì trong cái lớp này anh chị chỉ học có 3 ngày thôi là xong. Nhưng mà yêu cầu của thầy là anh chị phải tập trung hết 100% hay là 200% năng lượng của các anh chị trong vòng 72 tiếng đồng hồ để cho thầy làm, để làm việc với lại thầy, thì các anh chị sẽ ra được cái kết quả mà như là anh chị mong muốn hay như là anh chị mong đợi ở trong cái chương trình này. Đó là lý do tại sao mà thầy phải nói chuyện với lại các anh chị em ở trong đây. Thầy muốn đảm bảo rằng tinh thần học tập của các anh chị đã sẵn sàng. Thầy muốn bảo đảm rằng các anh chị không vướng bận gia đình. Tức là ok, em có gia đình, em có con nhỏ, con em 2 tuổi, con em 6 tháng. Nhưng mà trong vòng 3 ngày đó các anh chị phải kiếm người khác, nhờ người khác giữ con hộ. Ok, đúng không ạ? Tại vì mình làm sao để cho mình không vướng bận trong vòng 72 tiếng đồng hồ đó, ít nhất là 72 tiếng đồng hồ đó, để các anh chị tập trung hết tất cả năng lượng của anh chị vào trong lớp, vào anh chị học tập. Và cái đó là cái điều mà thầy mong mong mỏi là các anh chị làm. Nội dung sẽ học là cái gì thì một tí nữa thì thầy sẽ chia sẻ thêm, chia sẻ thiết hơn về nội dung nhé. Còn bây giờ chắc là tại vì thầy thấy có một số anh chị đã từng là giáo, từng là
học viên ở trong cái lớp này rồi. Cho nên là các thầy cô đã từng là học viên của trong cái lớp này rồi, cho nên là thầy muốn mời một vài thầy cô, mời một vài bạn chia sẻ với các anh chị qua cái trải nghiệm của các bạn ấy ở trong cái khóa học này nhá. Người đầu tiên mà thầy muốn mời là thầy xin mời cô Nhung Nguyễn, 37. Cô Nhung Nguyễn là học viên của khóa 1, các chị là học viên của khóa 1 ở Hà Nội vào mùa hè năm ngoái, và hiện tại bây giờ thì cô đang làm giáo viên của Học viện Catholic. Thầy xin mời cô Diệu Nhung có thể chia sẻ cái trải nghiệm của mình trong 3 ngày, 4 ngày học tập ở Hà Nội của cô. Dạ em cảm ơn thầy ạ và chào tất cả các anh chị em có trong phòng Zoom ngày hôm nay ạ. Hơi bất ngờ vì được thầy gọi thế ạ. Thực sự rất là hạnh phúc khi được tham gia khóa Cam K01 của thầy tổ chức. Em cũng hơi oai khi mà ngày hôm nay em có một lớp và em đã chia sẻ là em là học viên của thầy tốt nghiệp khóa K01. Thực sự là rất là vui khi được tham gia khóa K01 đó. Em có phần may mắn hơn các anh chị em khi mà tham gia khóa online này, bởi vì sao ạ? Bởi vì thời đó là chúng em được học offline nên là chúng em được gặp nhau, được ngủ cùng nhau, chơi cùng nhau, ăn uống cùng nhau và học tập cùng nhau. Cái điểm học tập cùng nhau là cái điểm mà chúng em ghi nhớ nhất trong suốt khoảng thời gian đó. Có 3 buổi liên tiếp ạ. Chúng em được phục vụ từ đầu đến chân và chỉ có việc học thôi, học từ sáng đến tối. Và trong 3 cái buổi học đấy thì được luyện cơm miệng rất là nhiều. Giống như thầy nói là trong 3 buổi thầy sẽ lột lưỡi của tất cả các anh chị em ở trong lớp. Và sau 3 cái buổi đó, chỉ có 3 buổi thôi ạ, thì cái phát âm trong tiếng Anh đã tiến bộ hơn rất là nhiều. Và cái kết quả đấy không chỉ ở khóa K01 là mà khóa nào cũng vậy. Và sau mỗi khóa học thì các anh chị em khi mà có những cái nhận xét thì thấy là ôi sau chỉ có 3 buổi thôi mà tại sao thành tích nó đạt đạt được lại bất ngờ như vậy. Thực sự là cái khi mà chúng ta tập trung ạ, khi mà chúng ta tập trung thì mọi thứ đều có thể. Và rất là mừng, bởi vì sao? Bởi vì thầy đã có thể mở các cái khóa cam online để cho các anh chị em có thể tham gia như vậy, thuận lợi hơn chúng em ngày xưa rất là nhiều, khi mà chúng em phải rời xa gia đình trong khoảng thời gian 5 ngày chỉ để tập trung học thôi. Nhưng mà đó cũng là cái khoảng thời gian rất là đáng ghi nhớ. Sau cái khoảng thời gian đấy thì chúng em lại có cái thời gian để cùng luyện tập với nhau. Và khi mà đã có được cái phương pháp thầy trao và có được cái kỹ năng thầy dạy thì cái việc luyện tập tiếng Anh của chúng em trở nên rất dễ dàng hơn rất là nhiều và tiến bộ hơn rất là nhanh. Chúng em được trau dồi cái phương pháp tự học để làm sao mà khi mà mình ở nhà có thể ôn luyện bài bất cứ nơi đâu theo cái phương pháp mà thầy đã hướng dẫn. Ngoài ra ở trên lớp thầy lại còn hướng dẫn cái kiến thức để có thể đứng ở trên lớp làm thế nào để chúng ta có thể thu hút học viên được tốt hơn, làm thế nào để chúng ta truyền tải những cái thông tin này đến học viên ở một cách gần gũi nhất, một cách đơn giản nhất mà học viên vẫn có thể tiếp cận được và có thể hiểu được. Và có những cái tip rất là hay để khi mà chúng ta đứng lớp thì có được cái sự thu hút đối với học sinh. Và ngoài ra còn là rất là nhiều những cái khác nữa. Mà thực sự là bất ngờ khi mà em chưa chuẩn bị bài phát biểu gì đấy ạ. Đâu có, thầy đâu có nghĩ là cô vào lớp ngày hôm nay, nên thầy cũng đâu có nghĩ là sẽ mời cô phát biểu. Thầy gặp ai là Dạ. người đó thôi. Dạ. Vâng, Và thầy. thành công đối với em ạ, thành công lớn nhất đối với em là bây giờ thì em đã được trở thành thành viên của học viện ạ. Được đóng góp công sức cho học viện và cùng chung sức với học viện để lan tỏa phương pháp này tới nhiều người hơn. Thì khi mà được làm một giáo viên ạ thì từ trước là em chưa có cái kỹ năng đứng lớp, thì khi mà được dạy cũng như là được đứng lớp thì bây giờ sau một vài khóa thì cái khả năng của em đã vững vàng hơn rất là nhiều và em rất là tự tin khi mà nhận các khóa mới của học viện. Và sau những khoảng thời gian đó thì khi mà đứng lớp thì được sự đồng hành tin tưởng của các phụ huynh và các bạn học sinh nữa thì càng ngày em càng yêu nghề và rất là mong muốn được gắn bó với nghề thế ạ. Và thực sự là từ khi làm giáo viên thì ai gặp em cũng bảo ôi tại sao dạo này cô Nhung trẻ ra nhiều thế, bởi vì sao cười nhiều ạ, đứng trên lớp là cứ cười thôi ạ. Dạ em cảm ơn thầy và cảm ơn tất cả các anh chị em đã lắng nghe ạ. Thank you cô Nhung, cảm ơn cô Nhung rất là nhiều. Cô Nhung dùng từ vựng chỉ có sai, bị sai có một từ thôi. Bây giờ là cô phải là nói là ngồi lớp chứ không phải là đứng lớp. Dạ, Trước à, vâng đúng rồi ạ. là cô đứng trong lớp giảng bài, còn bây giờ là cô ngồi lớp chứ không có đứng lớp. Dạ Okay. đúng rồi ạ. Cảm ơn cô Nhung. Đó là khóa 1 các chị ha, đó là giờ cô Nhung là giáo viên
Hiện tại bây giờ cô đã là giáo viên cũng ở trong list cũng khá khá là một thời gian cũng khá dài. À, nó cũng qua một cái quá trình cho anh chị, nó cũng qua một cái quá trình chứ không phải là cô vào cô học 3 ngày xong rồi cô vào cô làm giáo viên. Số 3 ngày cô cũng phải về nhà, cô phải luyện tập, cô phải làm, cô phải luyện tập, cô phải ra gọi là củng cố kiến thức của mình, cô cũng phải rất chắc chắn là tôi tự tin để tôi nói với học sinh, tôi đứng tự tin tôi làm được cái điều này, thì lúc đó cô mới nhận lớp chứ không phải là cô dạy xong buổi hôm ba buổi cái ngày xong chủ nhật cái thứ hai thầy giao lớp cho cô dạy, thì cái điều đó nó không phải, nhưng mà nó cũng có một cái quá trình để đi qua. Nhưng mà cái quá trình này thầy nghĩ rằng rất là nhiều anh chị em ở đây ai cũng có thể làm được chứ không có ai mà không làm được. Tại vì đối với thầy hay là thầy vẫn tuyên bố, thầy vẫn thường xuyên tuyên bố đối với Khả Lis thì thái độ hơn là trình độ. Tại vì trình độ của các anh chị nếu mà có thiếu thì thầy có thể bồi dưỡng. Sau khi các anh chị tham gia, sau khi các anh chị đã trở thành giáo viên của Khả Lis rồi thì thầy vẫn tiếp tục hướng dẫn, thầy vẫn tiếp tục bồi dưỡng cho các thầy cô, cho các giáo viên, cho các thầy cô của Học viện Khả Lis. Cho nên là cho dù là nếu như anh chị thiếu kiến thức của mình chưa được vững lắm, chưa được tốt lắm thì Học viện Catalyst vẫn tiếp tục bồi dưỡng kiến thức cho các thầy cô. Nhưng mà nếu như mà thái độ không được tốt các anh chị thì thầy không bao giờ dám nhận. Tại vì vào lớp mà mặt thì nhăn như là con khỉ già thì làm sao mà học viên nó muốn tới lớp, đúng không chị? Học học đi học là nó phải vui, đúng không ạ? Còn mình đi làm là mình cũng phải làm một cái điều gì mà mình cảm thấy vui, mà mình cảm thấy sung sướng, mình cảm thấy hạnh phúc thì mình làm nó mới được, mình mới 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 yêu đời được. Vâng, cảm ơn cô Nhung rất là nhiều và thầy xin mời một cô khác. Cô này thì cũng hơi bị ngạc nhiên luôn nha các anh chị. Cô này là cô Nguyễn Trà. Cô là hiện tại cô đang là giáo viên nhưng mà cô là giáo viên của trường của một trường công lập ở Hà Nội. Cô đã tham gia vào cái lớp kem giáo viên mới vừa rồi hồi tháng 7 với lại thầy. Thầy xin mời cô Trà Nguyễn Trà. Vâng ạ, em xin chào thầy ạ, em xin chào tất cả các anh chị em ạ. Em cũng khá là bất ngờ khi được thầy gọi. Em xin giới thiệu, em là Nguyễn Trà và em vừa mới học lớp của cam giáo viên của K04 vừa xong. Thế mà em đang đợi là để được vào những lớp học của thầy, được thầy dẫn dắt tiếp. Thế nhưng mà quả thực là cái lớp cam giáo viên vừa rồi cho em rất là nhiều trải nghiệm, bởi vì em vốn là giáo viên lịch sử địa lý của trường trung học cơ sở, chứ em không phải là giáo viên tiếng Anh. Thế và cái trình độ tiếng Anh của em thì có lẽ là nó giống như tân học viên của lớp mầm non thôi ạ. Thế nhưng mà qua cái lớp cam giáo viên ấy thì nó cho em rất nhiều trải nghiệm và thực tế là em cũng cảm thấy tự tin rất nhiều. Hôm qua em mới đọc một bài đọc tiếng Anh của câu lạc bộ tiếng Anh trong cái học viện của thầy ấy. Thì sau khi em đọc xong ấy, thì cái bạn lớn như em bạn bảo: "Ô, sao bây giờ mẹ đọc giỏi hơn cả con thế?" Thế và hai bạn nhà em bạn ấy bảo nhau bảo thôi bây giờ phải quay lại để học tiếng Anh chứ nó không mà đọc thua mẹ thì thấy nhục quá. Thế mà em cũng thấy khá là hài hước ở vấn đề đấy. Thế và bạn ấy bảo là làm sao mà mẹ có thể đọc nhanh như vậy được, có thể học tiến bộ như thế. Thế thì em có nói vui với các bạn nên là đấy là nhờ có 3 ngày mà các con đã tạo điều kiện cho mẹ, đã nấu cơm rửa bát rồi giặt đồ giúp mẹ để 3 ngày mẹ có thể đóng cửa ở trong phòng và tập trung toàn bộ năng lượng của mình vào cái lớp học của thầy. Để em có chia sẻ với các bạn như thế. Thế và các bạn nói là bây giờ con sẽ chia thời gian để con học thật nghiêm túc để con sẽ tiến bộ hơn trong cái môn tiếng Anh. Và đấy là em điều mà em mừng nhất thầy ạ. Và mặc dù là em chưa làm giáo viên ngồi lớp 1 giờ tiếng Anh nào, nhưng mà em nghĩ nó là thành công bước đầu rồi. Đấy, thế và em nghĩ là em sẽ cố gắng hơn rất là nhiều. Và thực tế thì chia sẻ với các anh chị em ở đây một chút là 3 ngày em học với thầy thì cái kiến thức tiếng Anh của em nó em nghĩ là nó khá là nặng. Thế nhưng mà bên cạnh đấy thì nó cho em rất là nhiều cái trải nghiệm mới và nó cho em rất nhiều năng lượng mới để em tiếp tục yêu nghề của mình. Đấy là cái những cái phương pháp mà thầy truyền dạy như là làm thế nào để học sinh yêu quý mình và làm thế nào để cho học sinh hứng thú với môn học của mình. Thì đấy là những điều tuyệt vời nhất mà em đã được trải nghiệm ạ. Đấy, và em cũng xin chúc các anh chị là trong cái lớp cam giáo viên này nếu có ai đó đăng ký thì sẽ đạt được những cái thành quả tốt nhất. Em xin cảm ơn ạ. Vâng, cảm ơn cô Trà. Đó là một học viên mà của khóa 1, tức là đợt đợt học viên trong khóa đầu tiên mà thầy dạy là cô Nhung.
Và học viên cuối cùng mà thầy vừa mới dạy xong hồi tháng rồi là cô Trà. Các anh chị ha, thì các anh chị sẽ xong 3 ngày này, thầy nhắc lại với các anh chị, cho khi mà các anh chị tham gia vào cái lớp học này, tham gia vào cái khóa học này, có mấy điều mà thầy mong rằng các anh chị sẽ mặc định một cách rõ ràng, một cách rõ ràng trước khi mà anh chị tham gia vào cái khóa học này. Nếu như các anh chị đã đóng tiền rồi nhá, sau khi thầy trình bày cái điều này xong mà anh chị nói rằng em không thể làm được những cái điều này, thì các anh chị liên hệ bên học viện Catalyst sẽ trả tiền lại. Tức là em trong thời gian này em không làm được, ví dụ như là thầy yêu cầu là các anh chị phải 72 tiếng đồng hồ, có nghĩa là bắt đầu từ tối ngày thứ năm nha các anh chị, tối ngày thứ năm này, bắt đầu từ tối ngày thứ năm này, 9 giờ tối ngày thứ năm này là chúng ta sẽ bắt đầu. Và 9 giờ tối ngày thứ năm này, nếu như các anh chị nói là ô tối thứ năm này em phải kẹt cái đám cưới em về không kịp, I'm sorry, là các anh chị có thể rút tên mình ra khỏi cái lớp học. Tại vì nếu như mà anh chị không vào lớp tối ngày thứ năm thì thầy sẽ loại bỏ cái tên của anh chị ra khỏi lớp học luôn. Chứ không phải là cho anh chị tự rút. Nếu mà anh chị không tự rút mà vắng mặt ngày tối ngày thứ năm thì anh chị đã bị thầy loại bỏ ra khỏi cái lớp học rồi. Ngày thứ sáu vào lớp thì 8 giờ sáng chúng ta bắt đầu học, 8 giờ sáng, và 7 giờ rưỡi thầy sẽ mở Zoom, 8 giờ là thầy bắt đầu dạy học. Và lớp học của mình mặc dù là học online nhưng mà nó yêu cầu nghiêm túc, kỷ luật 100%. Đúng 8 giờ là thầy vào, đúng 8 giờ là thầy dạy học. Còn anh chị nào mà sau 8 giờ 5 phút thì thầy khóa Zoom lại, có nghĩa là cái phòng học không còn ai vô ra được nữa hết. Anh chị nào mà không vào trước 8 giờ 5 rồi mà chưa vào lớp thì kể như anh chị cũng bị ở ngoài luôn. Cho nên là không có một cái thời gian nào để cho các anh chị thờ ơ trong cái việc học của mình trong mấy ngày tới đó. Các anh chị, okay, đó là điều thứ nhất, anh chị tập trung 100%, 72 tiếng đồng hồ, bắt đầu từ 9 giờ tối ngày thứ năm cho tới 6 giờ rưỡi tối ngày thứ sáu là hết chương trình. Tối 6 giờ rưỡi tối ngày chủ nhật là hết chương trình. Nhớ anh chị ha. Cho nên là thầy mong rằng các anh chị em nào tham gia thì sẽ tập trung 100%, không đi đám cưới, không làm bất cứ việc gì. Nếu như mà có bận việc gì mà không đổi được thì các anh chị chờ khóa sau, chờ một thời gian khác, từ một điểm khác để các anh chị có thể tham gia. Còn không, nếu không phải là thời điểm, không phải là thời gian tốt cho mình tham gia thì mình không nên tham gia. Và tại sao thầy phải làm như vậy? Là tại vì nếu như thầy không làm như vậy thì các anh chị nó sẽ bị lây lan tới các thầy cô khác, các bạn học khác. Cho nên là tất cả các anh chị đều phải tập trung 100%. Nào các anh chị sẽ không có thời gian để nấu nướng. Cho nên là các anh chị ở nhà làm ơn nói với chồng, nói với con là trong 3 ngày đó là ba phải làm cái này, vợ phải làm cái này, mẹ phải làm cái này, cần phải tập trung. Cho nên là yêu cầu hay là xin sự trợ giúp của gia đình của mình, lo nấu cơm, nấu nước cho mình, lo giặt giũ cho mình, lo dọn dẹp nhà cửa cho mình. Tại vì trong 3 ngày này mình chỉ có ăn và học, ăn và học, ăn và học. Khi ở trên trại, khi mà làm offline các anh chị, khi mà làm offline á, là thầy lo cho các anh chị, như cô Nhung nói á, là thầy lo cho các anh chị từ A tới Z. Anh chị tắm rửa xong, anh chị vứt đồ dơ của anh chị vào sọt đồ dơ đó, có người đem đi giặt, có người đem đi phơi, anh chị chỉ lấy vào anh chị mặc thôi. Tới bữa ăn, tới giờ ăn thì anh chị chỉ ra bàn, anh chị leo lên bàn, anh chị ăn thôi. Ăn xong anh chị vứt đôi đũa xuống, anh chị vào anh chị học. Chứ anh không có giờ để mình chơi, không có giờ để mình đi rửa bát, không có giờ để mình đi dọn cơm. Tại vì tất cả việc ăn, việc ở, việc học của các anh chị là chỉ có anh chị làm hết, thầy lo hết tất tần tật những cái việc đó cho các anh chị khi mà dạy làm offline á, là tất cả những cái việc đó là thầy đã quán xuyến lo hết, bao hết, tất cả anh chị có việc ăn học, ăn học, ăn học, không làm bất cứ việc gì. Chứ ở nhưng mà ở online thì thầy sẽ không quản lý được hết tất cả những cái điều đó, thầy không thể nào tới từng nhà để thầy lo bữa cơm cho các anh chị. Cho nên là các anh chị sẽ tự giác, tự lo, tự sắp xếp để có đồ ăn, có đồ uống cho mình. Không những là ăn đồ ăn không một ngày ba bữa, nhưng mà anh chị phải ngồi suốt 8 tiếng rồi học mười mấy tiếng một ngày, thì anh chị chuẩn bị
bánh trái, sữa, kẹo, sâm, đông trùng hạ thảo, I don't know cái gì mà nó sẽ làm cho anh chị có năng lượng, thì hãy chuẩn bị những cái đồ ăn, đồ uống để cho nó có sức khỏe cho mình, đã đảm bảo sức khỏe cho mình để các anh chị có thể học. Có khi là có nhiều bạn là học tới 2 giờ sáng, có nhiều bạn là học tới 3 giờ sáng, tức là ngồi tự học ở nhà, học ban đêm, học tới 2-3 giờ sáng. Đôi khi là các anh chị thấy là ôi lâu lắm rồi tôi chưa làm cái trò này bao giờ, lâu lâu làm lại một lần chắc là cũng thú vị. Hoặc là các anh chị nói ôi nghe cái kiểu này chắc là tôi ớn lắm, làm sao mà tôi thức tới cả đêm tôi học bài thì làm sao mà thức nổi. Cũng có thể là anh chị sẽ thức không nổi. Nào, cái đó là điều thứ hai các anh chị ha. Thứ nhất là tập trung toàn bộ thời gian trong vòng 72 tiếng đồng hồ. Thứ hai là anh chị nhờ ai đó, nhờ sự trợ giúp của gia đình của mình. Vợ chồng, con cái, cha mẹ, hai bên, tức là thầy, anh thầy không biết làm như thế nào, anh chị sẽ nhờ để có thể chăm lo hết, là hết tất cả những việc ở trong nhà của ở nhà của mình, để mình có thể tập trung vào cái việc mà mình chỉ có ăn với học thôi trong vòng bao nhiêu tiếng đồng hồ đó, bao nhiêu 3 ngày đó. Điều thứ ba các anh chị, điều thứ ba là khá là quan trọng, là anh chị phải đảm bảo được sức khỏe của các anh chị. Tại vì nếu như anh chị đang bị bệnh, anh chị bị ốm, anh chị bị gọi là cái gì đó, bị cao máu thì không thể thức đêm được, thì các anh chị làm ơn đừng đăng ký học cái lớp này. Tại vì lỡ như anh chị cố gắng nhiều quá, anh chị cao máu mà anh chị thức đêm để anh chị học nhiều quá rồi nó xảy ra sự cố thì nó cũng không tốt. Cho nên nếu như sức khỏe của mình không được tốt trong thời điểm này thì các anh chị cũng không nên tham gia vào cái lớp học này. Tại vì thầy nói với các anh chị là nó không có khó, nhưng mà nó cần sự tập trung và nó cần sự nỗ lực của các anh chị. Cho nên là thầy không có muốn vì sức khỏe của mình nó không cho phép mà mình vào mình học mà mình sẽ bị ảnh hưởng tới tới màn hình nha các anh chị ha. Đó là ba cái. Ra cái điều thứ tư nào các anh chị, tại sao anh chị đi học? Cái này là anh chị phải hiểu rõ ràng nào. Cái này là cái điều mà anh chị phải hiểu rõ ràng là lý do tại sao anh chị muốn đi học cái lớp này. Tại vì nếu anh chị không có một cái lý do rõ ràng thì chắc chắn là anh chị sẽ không có động lực, anh chị lười, anh chị có lý do đủ để anh chị lười. Còn nếu như anh chị có một cái lý do rõ ràng là tôi cần cho hai đứa con của tôi nó có động lực học tiếng Anh, cho nên tôi học để tôi làm gương. Giống như là cô Trà hồi nãy, tự nhiên bây giờ hai đứa con nó có động lực nó học. Mình có cảm thấy là cái 3 ngày bỏ ra của mình nó rất là đáng giá đúng không anh chị? 3 ngày của mẹ ngồi học nó chuyển hóa được hai đứa con, tự nhiên bây giờ con cũng chăm học hơn, tại tự nhiên bây giờ con cũng cố gắng hơn. Đó chỉ cần bao nhiêu đó thôi là các anh chị đã đạt được cái mục tiêu của mình rồi. Cho nên là các anh chị, mục tiêu của mình phải rõ ràng nha chị em ha, mục tiêu của mình học là phải rõ ràng. Học để làm gì? Học để làm gì? Đương nhiên là ở trên tôi học để tôi trở thành giáo viên dạy tiếng Anh. Nhưng mà nếu như mà mình không trở thành giáo viên dạy tiếng Anh, hoặc là mình không bao giờ làm giáo viên dạy tiếng Anh, mình có chết không các anh chị? Không, ai bắt buộc là mình phải làm giáo viên dạy tiếng Anh đâu. Nó có thể là một cái cơ hội để mà mình có thể kiếm tiền, hay là nó có một cái việc gì đó làm cho mình thay đổi được cái cuộc sống của mình. Nhưng mà nó không phải là cái điều thầy ở đây thầy nói luôn, nó không phải là cái điều tốt nhất. Và thật ra trên đời này không có cái gì là tốt nhất các anh chị ha, không có cái gì gọi là tốt nhất. Có nhiều người nói ô cái này là cái cơ hội ngàn vàng, cái này là cơ hội tốt nhất trong cuộc đời của mình, qua bỏ lỡ cái cơ hội này là mình sẽ không bao giờ có cơ hội. Thật ra không không bao giờ không có cái chuyện đó đâu các anh chị em. Okay. Cơ hội của mình nó sẽ đến, nó sẽ đi, rồi nó sẽ đến. Cái cơ hội này đi qua thì sẽ có cơ hội khác đến. Cái nào nó phù hợp với mình thì không có ai bắt buộc là mình phải trở thành giáo viên, mà không ai bắt buộc mình phải trở thành giáo viên tiếng Anh cả. Anh chị có thể chọn lựa ngành nghề khác để anh chị làm, anh chị kiếm sống, anh chị làm kế sinh nhai, chứ không bắt buộc là phải trở thành giáo viên tiếng Anh. Nhưng mà giáo viên tiếng Anh, làm giáo viên nó có nhiều cái điều thú vị. Làm giáo viên nó có nhiều cái điều thú vị. Làm giáo viên giống như là cô Nhung nói là bây giờ em trẻ hơn 5-7 tuổi. Bây giờ các anh chị nhìn thầy, các anh chị nói ui sao mà thầy, có nhiều bạn nói là sao nhìn thầy trẻ trẻ, thầy 60 tuổi rồi sao mà nhìn thầy trẻ còn trẻ.
tại vì thầy làm giáo viên. Tại vì thầy vào lớp thầy cứ ngồi thầy cười mãi thì tự nhiên thầy trả. Đơn giản là tại vì thầy gặp những con người yêu đời, gặp những con người mà thầy muốn gặp mỗi ngày thì tự nhiên thầy yêu đời hơn và thầy cảm thấy thầy trẻ hơn. Đó là việc bình thường. Còn bây giờ trước đây là thầy làm việc cho một ông chủ đúng không ạ? Sáng vào lần vào đi làm mà mình không biết là hôm nay ông mới uống cái thuốc gì, ông mới có nổi nóng hay không. Mình chưa đi làm, mình chưa đến công ty là mình đã tim mình đập nó thình thịch thình thịch, mình đã lo lắng rồi. Thì hỏi làm sao mà mình không già mới là lạ. Luôn cái gì. Còn bây giờ là vào lớp gặp học sinh ai cũng vui vẻ, ai cũng phấn khởi, ai cũng thích thú với cái việc học, cho nên là tự nhiên là mình trẻ thôi. Nào. Thì lý do cái điều thứ tư là do lý do để các anh chị tham gia học tập. Cái này là thầy mong các anh chị suy nghĩ cho chín chắn, tại vì cái này thầy sẽ phỏng vấn các anh chị vào tối ngày thứ sáu, thầy sẽ nói chuyện với anh chị vào tối ngày thứ sáu về cái này. Cho nên là thầy mong là các anh chị hãy suy nghĩ tới cái lý do mà chúng ta các anh chị muốn trở thành giáo viên. Cái anh chị lý do để anh chị muốn trở thành giáo viên đây là anh chị muốn dạy tiếng Anh, đặc biệt là các anh chị muốn dạy tiếng Anh với Catalyst, đó là lý do gì. Đó là bốn cái điều mà thầy chia sẻ với các anh chị nhé. Và bây giờ còn cái mà nội dung trong lớp học là anh chị sẽ học cái gì và anh chị sẽ nhận được những cái giá trị gì ở trong 3 ngày thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật này. Trong 3 ngày này nhé, các anh chị sẽ, thứ nhất là các anh chị sẽ hiểu được, biết được cách nội dung giảng dạy của cái lớp Basic hay là cái lớp tiếng Anh nền tảng mà hiện tại thầy Khalis vẫn đang dạy thường xuyên đó. Anh chị sẽ học được cái lớp, học được cái này. Anh chị nào đã học cái lớp này rồi thì anh chị vẫn đã học cái lớp này rồi thì anh chị vẫn học được cái lớp này. Okay. Nhưng mà tại vì cái này thì thầy dạy sâu hơn, thầy dạy chuyên sâu hơn, thầy giải thích chi tiết hơn, thầy cho anh chị nhiều cái lý do để anh chị hiểu được tại sao nguyên nhân nó như thế này, tại sao nó như thế này, những trường hợp nào nó ngoại lệ, những trường hợp nó khác nhau, tức là nó nhiều hơn, nó chuyên sâu hơn là cái lớp mà mình học ở ngoài, ở trong cái lớp mà mình đang học ở ngoài kia 48 buổi. Tại vì cái kia là họ cho học viên, cho học sinh, mình không cần phải hiểu tại sao. Còn các anh chị làm thầy cô thì các anh chị phải hiểu tại sao. Tại vì mình phải hiểu tại sao thì mình mới có thể nói với học sinh để mình có thể giảng giảng bài cho học sinh được, giải thích cho học sinh được. Cho nên cái lớp này nó sẽ, cái phần này nó sẽ được chuyên sâu hơn. Cái thứ hai các anh chị là các anh chị sẽ có được phương pháp dạy học tích cực, các anh chị giảng bài giảng dạy tích cực, làm sao để anh chị là một người giáo viên mà có sức hút với lại học sinh, anh chị làm sao để anh chị có thể trở thành một người giáo viên mà lúc nào học sinh cũng mong đợi để gặp thầy, gặp cô, gặp các anh chị. Cái làm sao mà để học sinh nó thích vào lớp của mình, làm sao để học sinh nó sẵn sàng nghe lời mình. Okay. Sẵn sàng nghe lời mình để thì anh chị cái này là trong cái là cái việc này. Okay. Anh chị có khả năng để đứng lớp, đặc biệt là cái lớp tiếng Anh nền tảng nhé. Đặc biệt ở lớp tiếng Anh nền tảng anh chị sẽ đủ khả năng để anh chị có thể nhận lớp, đứng lớp tiếng Anh nền tảng. Okay. Và anh chị có khả năng để tương tác với học viên được tốt hơn. Ở trong cái này thầy trong cái trong 3 ngày đó, trong 3 ngày đó có rất là nhiều thứ thầy làm ở trong đó, tại vì có nhiều cái triết lý giáo dục là nó nằm trong cái bài dạy học của thầy, thì anh chị sẽ học được, anh chị sẽ biết được là tại sao thầy làm như vậy, tại sao có những cái triết lý giáo dục này, tại sao thầy làm như vậy, tại sao thầy dạy cái kiểu này, tại sao, ví dụ như là nếu như mà mình dạy cho học sinh mà mình dạy nó đọc từng chữ thì nó biết một chữ, còn nếu như mà dạy giống như là Catalyst dạy á, là anh chị dạy cho học sinh là không phải là anh chị dạy, thầy vẫn thường nói với các giáo viên của mình của Catalyst các anh chị, thật ra là chúng ta đang là không phải là dạy tiếng Anh mà chúng ta dùng tiếng Anh để giáo dục con người, chứ không phải dùng cái môn tiếng Anh, dùng cái bài học tiếng Anh của mình để giáo dục con người, chứ không phải là mình dạy tiếng Anh. Tại vì tiếng Anh nó là một cái bài để mà mình làm ví dụ để cho học sinh nó hiểu được. Ví dụ giống như là biết phân tích là làm sao, nhìn cái chữ biết là chữ này phải là B, chữ này phải là A, chữ này phải là E, chữ này là phải như thế nào. Nhìn vào cái chữ đó có khả năng phân tích, đó là khả năng phân tích, đúng không ạ? Rồi xong rồi cái chữ lớn cắt nhỏ nó ra, chia âm tiết ra, nhìn một cái vấn đề lớn biết cách làm sao để chia nhỏ cái vấn đề lớn chia nhỏ nó ra thành những cái vấn đề nhỏ, từ những vấn đề nhỏ đó mình có thể giải quyết được vấn đề, đó là cái cách gọi là khả năng suy luận.
khả năng lập luận, cái khả năng giải quyết vấn đề, rồi học vào trong trong lớp học được cách học được cái tính kiên nhẫn, đúng không ạ? Tại vì mình phải lặp đi lặp lại cái âm đó bờ tới cả trăm lần, có thể cả ngàn lần, thì một lần thời gian là các học sinh sẽ học được cái tính kiên nhẫn. Cái trong cái lớp học của mình, học sinh sẽ học được những cái giá trị đó, tức là mình đem cái bài học của mình vào để mình dạy, nhưng mà không phải là mình dạy cái môn học không, mà mình dạy luôn cả cái triết lý sống, cái cách sống, cái cách suy luận, và làm sao cái quan trọng cuối cùng là làm sao để học sinh của mình biết vận dụng cái kiến thức mà mình truyền đạt để các bạn ấy áp dụng vào cái gì đó mới hơn trong cuộc sống này. Tại vì nếu như mà các thầy cô, đặc biệt là các thầy cô đang dạy toán, mà nếu như các thầy cô dạy toán là 1 cộng 1 bằng 2, 1 cộng 2 bằng 3, 1 cộng 3 bằng 4, và nếu như mỗi một bài toán các thầy cô đều phải dạy để cho học sinh biết giải cái bài toán đó, thì cả đời học sinh sẽ không bao giờ giải được bài toán nào hết. Tại vì con số là nó tới vô tận, đúng không? Mà bài toán nào các thầy cô cũng phải dạy thì thầy cô, tức là học sinh sẽ không bao giờ giải được, không bao giờ làm toán được. Trừ khi các thầy cô dạy cho các bạn ấy cái triết lý là một, tức là cứ thêm thì mình thêm một ngón tay, tức là cộng là cái gì, trừ là cái gì, tại sao nó vậy, khi nào nó làm như vậy, thì học sinh mới áp dụng, mới vận dụng kiến thức của học sinh để giải quyết những cái bài, tức là giải quyết những cái bài khác mà mình không dạy. Còn nếu như mà mình cứ dạy đúng theo 1 cộng 1 bằng 2, 1 cộng 2 bằng 3, thì cả đời học sinh cũng chẳng làm được cái gì cả. Tức là nó có kiến thức nhưng mà kiến thức nó không sử dụng được. Thì ở trong học viện Catalyst này các anh chị, trong cái qua cái phương pháp dạy học của thầy, qua cái phương pháp mà dạy của Catalyst, các anh chị, các thầy cô sẽ được thầy hướng dẫn, thầy được thầy chỉ ra những cái yếu tố nào, những yếu tố đó, và cái sau cùng là thầy muốn các thầy cô của mình là làm sao để nâng cao được cái giá trị của học sinh của mình, chứ còn không phải là học viện Catalyst. Đúng rồi, thầy dạy tiếng Anh, nhưng mà thầy vẫn nói với giáo viên là nếu như mà các thầy cô dạy tiếng Anh mà mình chỉ nói là tôi dạy tiếng Anh và mình chỉ dạy tiếng Anh thôi, thì đúng là thầy cô chỉ đáng giá để nhận 30.000 thậm chí là không đáng giá được nhận đồng bạc nào, là tại vì cái chữ thầy cô dạy đọc là table, mở Google ra nó đọc cho là table, cái đó free. Thì bây giờ mắc mới gì phải trả cho thầy cô 30.000 để dạy, để thầy cô dạy cho đọc cái chữ đó ở trên trên mạng, trên Google nó cho miễn phí, tại sao phải trả tiền cho các thầy cô? Cho nên là mình dạy cái gì mà học sinh có thể dùng được và dùng lại được nhiều lần, đó là làm cho giá trị gia tăng, thì các thầy cô mới xứng đáng để nhận tiền lương, tức là xứng đáng để nhận. Mình cũng dạy cho học sinh của mình là đi học, mà nếu chỉ cố gắng học thuộc cái của cô dạy thôi thì các em mới học được có một à. Đó thì cô phải dạy cho học sinh làm sao mà học sinh biết cách vận dụng kiến thức của mình để học sinh áp dụng vào những tình huống khác nhau, những cái trường hợp khác nhau, thì cái đó là giá trị của các thầy cô mới gia tăng. Thì cái đó, cái điều điều đó là điều thú vị trong 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 cuộc đời làm giáo viên của mình, các thầy cô ha. Đó, đây là ba cái bốn những cái điều mà ngắn nhất mà thầy có thể chia sẻ với các thầy cô là cái chỗ đó ha, là những cái điều mà các thầy cô sẽ nhận được ở trong cái khóa học của mình, trong cái khóa học, trong giá trị mà các thầy cô sẽ được nhận ở trong cái lớp học của mình trong ngày thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật này. Okay, now sau khi các thầy cô dạy sau giờ học xong, thầy thứ chủ nhật xong, thì thầy sẽ có một cái bài 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 gọi là kiểm tra nhỏ nhỏ, được chưa, để cho các thầy cô thi. Thầy cô sẽ quay video của mình đọc bài đó, thầy cô gửi lên trên cái lớp học á, thì xong rồi thầy sẽ chấm điểm, thầy sẽ đánh giá và thầy sẽ chấm điểm cho các thầy cô. Xong rồi các thầy thầy sẽ gửi bằng về nhà cho các thầy cô, trong thời gian thầy sẽ gửi bằng về cho các thầy cô. Okay. Rồi tới cái bước tiếp theo. Okay. Sau khi mà các thầy cô đã học xong và bây giờ ok em muốn tiếp theo là em sẽ làm gì, và em muốn làm gì, em bước tiếp theo là làm gì đó. Thì nếu như mà các thầy cô muốn trở thành học giáo viên của Catalyst, thì thầy cô sẽ đăng ký để tham gia vào cái buổi phỏng vấn làm việc trở thành giáo viên. Thầy cô ha, để tham gia vào phỏng vấn để trở thành giáo viên. Thầy nói trước luôn nào, ở bên học viện Catalyst thầy trả lương tối thiểu cho các thầy cô mới tham gia vào học viện Catalyst
là 80.000 một giờ, tức là lương của các thầy cô là 80.000 một giờ, thầy nói trước luôn. Ok, và lương tối đa của các thầy cô là 300.000 một giờ. Cái này là tùy theo khả năng, tùy theo trình độ, tùy theo nhiều yếu tố khác nhau, đúng, đúng không ạ? Kinh nghiệm tới tới có rất nhiều yếu tố khác nhau, nhưng mà các thầy cô cứ hình dung là ok, mình bắt đầu là 80.000 một giờ, một giờ mình dạy học là 80.000. Okay. Nếu như mà các thầy cô làm tốt thì một tháng, trong vòng một tháng thì mình đã được review, mình đã được tăng lương. Okay. Và 3 tháng sau mình lại được tăng lương, rồi xong rồi 6 tháng sau mình lại được tăng lương. Cho nên cái lương khởi đầu của mình nó không đáng để nói, và cái lương của mình nó sẽ gia tăng theo thời gian, và nó sẽ gia tăng theo cái khả năng của mình. Với cái khả năng của mình, cái sự cống hiến của mình, cái sự cái khả năng của mình nó sẽ gia tăng theo. Có giáo viên bên thầy trả 300.000, 250.000, 300.000 một giờ, list vẫn trả cho các thầy cô đó. Rồi, để cho các thầy cô ở đây, cho các thầy cô, các anh chị em mình, ai có câu hỏi thì các anh chị em có thể đặt câu hỏi nhé. Okay, không biết là cái chị iPhone là đặt câu hỏi hay là bấm nút dầm thì không biết. Okay, thầy xin mời bạn Thanh Thanh. Dạ vâng, em chào thầy ạ. Em chào tất cả các anh chị ạ. Dạ vâng. Thầy ơi, em đang có một cái băn khoăn như thế này là em cũng đã học xong lớp nền tảng basic rồi ạ. Bây giờ em muốn là học lớp tham giáo viên và muốn tức là sẽ tuyển sinh dạy học ở nhà ấy. Thì là cái chứng chỉ của bên mình này thì có đủ điều kiện để em dạy học ở nhà không ạ? Nào, điều kiện đó là của ai đặt ra? Ví dụ như là khi mà em có tổ chức lớp học khoảng tầm 10 đến 12 bạn tại nhà thì khi mà ví dụ như có chính quyền đến hỏi ạ thì là em tức là em có cái chứng chỉ bằng cấp gì không thì em nói là em có chứng chỉ học cam giáo viên của bên mình thì có được không ạ? Dạ, có thì mình nói có là được, mình nói được là mình nói có là được, tại vì mình có, đúng là mình có thật. Ok, còn bây giờ cái vấn đề là họ có đồng ý hay không, họ có chấp nhận cái bằng đó hay không, họ có chịu đó hay không, thì cái việc đó là không ai bảo, thầy không 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 bảo đảm, tại vì cái bằng của thầy chứng chứng nhận cho các anh chị là các anh chị đã tham gia cái lớp học thêm giáo viên của Học viện Khải Lịch. Ok, còn đó là của thầy, và thầy xác nhận cái điều đó. Còn bây giờ là ai đồng ý với cái điều đó thì cái đó là thầy sẽ không đảm bảo cho mình nha. Thầy không đảm bảo cho mình cái điều đó, tại vì các cơ quan nhà nước thì nó sẽ đi qua nhiều cái thủ tục khác nhau, có thể là phòng giáo dục yêu cầu khác, sở giáo dục sẽ yêu cầu khác, rồi công an phường sẽ yêu cầu khác, rồi công an địa phương, tức là có rất là nhiều đơn vị khác nhau và họ sẽ có những cái yêu cầu khác nhau của từng đơn vị. Cho nên là thầy không có thể trả lời là yes no ở trong cái câu này, thì không có trả lời yes no được. Thầy chỉ nói được rằng cái này là do bên thầy cung cấp cái chứng nhận là mình đã tham gia học cái lớp giáo viên này do bên thầy đào tạo. Nếu như mà bên chính quyền mà nói là tôi muốn kiểm chứng, ok, gọi lại cho Học viện Calis, đây là số điện thoại, cứ gọi lại để kiểm chứng là tôi đã học đàng hoàng và tôi được cấp chứng chỉ như thế này như thế này. Đó là việc của mình có thể nói. Còn họ chấp ai chấp nhận cái điều đó thì thầy thầy không không biết, thầy chưa chưa thầy không biết ha. Cảm ơn Thanh Huyền, còn câu hỏi gì nữa không Thanh Huyền? Dạ em cũng đang băn khoăn ở điều đấy thôi chứ cũng chưa có gì thắc mắc thêm ạ. Cái này thì thầy có thể chia sẻ cái kinh nghiệm của thầy cho nghe này. Thầy cái này thì thầy có thể chia sẻ cái kinh nghiệm của thầy cho nghe. Khi mà mình dạy ở nhà các anh chị, thì thường thường khi mà mình dạy ở nhà đó thì sẽ hầu như là không ai để ý và không ai quan tâm, nhất là mình dạy 5 10 bạn, 5 8 bạn, 10 bạn thì sẽ chẳng ai để ý tới và chẳng ai tới hỏi thăm mình đâu. Nhưng mà nếu như mà mình mở thành một cái trung tâm tiếng Anh, hay là một cái trung tâm giáo dục, hay một cái trung tâm nào đó,
thì lúc lúc này là lúc mà rất là nhiều người sẽ quan tâm. Thứ nhất là giấy phép kinh doanh mình có đăng ký hay không. Bây giờ rồi, ok tôi đăng ký rồi, vậy thì mình có đăng ký với lại bên phòng cháy chữa cháy hay không, tại vì nhà mình đem vô 20-30 người, 50-70 người, vậy rồi mình có đăng ký với phòng cháy chữa cháy hay chưa, rồi cái an toàn bên phòng cháy chữa cháy mình có hội đủ điều kiện hay không. Tức là bắt đầu nó nảy sinh ra rất là nhiều điều khác nhau. Có một lần mà nó tới nhà thầy, nó tới trung tâm của Khải Lịch, nó còn yêu cầu là thầy phải đi thẩm định lại cái tầng 1 và tầng 2 á, đi thẩm định lại, tức là lại đem lại đo sắt, đo cái nền móng của cái nhà đó coi là nó có chịu được để 20 người ngồi trong cái phòng học đó hay không. Tại vì cái nhà lúc mà người ta xây lên đó, thì người ta xây với lại là một cái nhà cho một gia đình, cùng lắm thì ở trên đó 3 người 5 người, trong một gia đình thì 5 7 người ở thôi, còn bây giờ mình kéo lên trên đó 20 người thì đương nhiên là cái hệ thống cái sườn nhà đó chứa chắc là nó chiếu nổi 20 30 người, người ta lý luận như thế. Cho nên là người ta yêu cầu là mình phải kiểm tra lại, mình phải thẩm định lại. Cho nên bắt đầu lúc đó nó phát sinh ra rất là nhiều nhiều điều nhiêu khê. Đương nhiên là cái này ở mỗi địa phương thì nó mỗi khác. Có thể là ở Hà Nội sẽ yêu cầu khác, ở Đà Nẵng sẽ yêu cầu khác. Thậm chí là nếu như các anh chị em mà biết về những cái quy luật ở địa phương của mình thì có thể là sẽ dễ hơn cho mình. Thế này thì có rất là nhiều thứ, nhưng mà ý là muốn nói ở đây, khi mà mình dạy ở nhà, mình dạy 2 5 10 bạn ở nhà của mình thôi đó, thì thường thường sẽ không có vấn đề. Còn nếu như mà mình làm lớn lên, mình có nhiều hơn thì sẽ có nhiều điều phát sinh nó xảy ra và nó trở nên phức tạp, mà có nhiều cái nó phức tạp tới độ mình không thể ngờ trước được đó. Ví dụ như là phòng cháy chữa cháy vô thì mình chỉ nghĩ là phòng cháy chữa cháy thì vô thì vậy thôi, nhưng mà tới bây giờ sau cùng là họ soi đã đời, bây giờ là họ soi tới họ kêu yêu cầu là thầy là phải làm cái thang thoát hiểm. Làm sao mà mình làm cái thang thoát hiểm được các chị? Cho nên là họ có những cái yêu cầu mà người thầy nghĩ rằng trong nhiều trường hợp và trong nhiều tình huống là mình không thể đáp ứng được những cái yêu cầu của các cơ quan nhà nước. Thì thầy chia sẻ cái đó, thầy chia sẻ thật vì những cái gì mà thầy đã trải qua, thầy biết thì thầy chia sẻ với lại các anh chị em như vậy, để mình lường trước được cái việc mình sẽ làm nhá. Nhưng mà Được không? thầy nói trước là nếu như mà 5 10 bạn học nhóm ở nhà của mình thì hầu như là sẽ không 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 ai để ý, không ai quan tâm. Ok rồi, cảm ơn Thanh Huyền rất là nhiều. Em Hồi cảm nãy ơn em. như có bạn Duyên hỏi là học phí như thế nào, nói đã đời cái quan trọng nhất mà cần phải nói mà thầy không nói đó chị ha, là tiền. Cái học phí của 3 ngày này là 5,9 triệu nha các anh chị em ha, là năm 3 ngày này là 5,9 triệu của 3 ngày. Anh chị nào có nhu cầu sử dụng, nữa là 5,9 triệu tiền học phí nha các anh chị. Thanks. Em hỏi nhớ. Vâng, xin mời chị. Dạ thưa thầy ạ. Thầy ơi tối nay em bận nhưng mà em phải cố gắng để vào bằng được. Tức là em phải bỏ một cuộc họp để em về. Thế thì cho em hỏi nhớ để mà giao tiếp được á. Em ở Quảng Bình thế ạ, nên giống miền Trung không biết thầy nghe có rõ hay không? Dạ, thầy nghe cũng được. Em cứ nói. Dạ. Dạ. Thế ạ. Em nếu như tham gia cái lớp học mà 3 ngày mà thi rèn luyện em có kiểu qua thông tin hỏi như là kỷ luật là sức mạnh của quân đội ấy, tức là trong 3 ngày đó là tức là rèn đầu tiên là rèn về cả kỳ đầu tiên là rèn về cái nhận thức rồi hành động tính tuân thủ rồi kỷ luật nghiêm khắc của bản thân, sau đó bắt đầu mình thu nhận cái kiến thức và cả cái phương pháp khác ở từ thầy. Thì sau cái lớp này thì nếu mà để giao tiếp được thì phải tham gia một cái lộ trình các lớp nào nữa, thì như thầy tư vấn cho em với. Vì Ok. em trước đây là, dạ thưa thầy, em trước đây cũng là em đã đi dạy 15 năm. Tức là trước đây em dạy cấp 3, nữa, sau đó em dạy trường trung cấp kinh tế 9 năm. Về sở giáo dục làm ở phòng khảo thí, chuyên tổ chức thi cử rồi quản lý giáo dục, quản lý các trường á, các trung tâm. Rồi bây giờ là gọi là mất dạy thế ạ. À? Mất dạy mà lại bữa trước là mất dạy vô giáo dục, tức là vào sở giáo dục. Bây giờ hết làm ở sở thì em trở thành một công chức quản lý nhà nước thôi, nhưng mà em vẫn đam mê tiếng Anh, em vẫn muốn là
Tức là tham gia sau cái lớp 3 ngày này thì mình tham gia những cái lộ trình nào nữa để có thể giao tiếp, tức là mình khi mà có ai đến cơ quan làm việc mình có thể nói về cả cán bộ dự án mà người nước ngoài thế, hoặc là mình du lịch. Và xa hơn nữa, nếu vẫn đam mê, vẫn yêu nghề, tức là em đã từng cũng đạt thành tích rất là cao trong cái quá trình giảng dạy của mình, là giáo viên giỏi cấp quốc gia rồi nha, sau này em muốn, tức là nếu có cơ hội thì kinh phí giảng dạy đối với em là không cần thiết, tức là em cũng nói thật với thầy, nhưng mà đó là một cái sự đam mê. Và em cũng nói thật với thầy, trong quá trình em đi dạy là học trò mến em lắm, tức là có khi học trò coi là thần tượng, tức là em rất thương học trò, và cái việc kinh tế đối với em không phải là một vấn đề đó, em cũng nói thật. Bây giờ có người nó nghe em bảo như vậy, họ nói ôi xã hội này là đồng tiền rất là quan trọng, thì phát biểu mà không phải vì tiền như vậy là không phải là nói, là có nghĩa nói theo kiểu phù phiếm nhưng đúng thực chất như vậy thế ạ. Thì em cũng mong muốn thầy tư vấn nhà em, sau cái lớp 3 ngày này thì em sẽ tham gia thêm những cái lớp nào nữa để em có thể giao tiếp mà kiểu thông thường cơ bản thôi là được á. Nào, cảm ơn cô nãy giờ nói mà quên hỏi tên là gì. Dạ em tên là Vũ Hà thế ạ. Được, xin Hiện tại là ở Đồng Hới, Quảng Bình. chào. Dạ vâng, Dạ. rồi xin Quê chào. hương của Lê Thủy của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Thế Dạ à? cô Dạ. Bình, rất là nhiều anh chị em là thường đặt cái câu hỏi này với lại thầy là lộ trình làm sao để em giao tiếp được. Nào, cái chữ giao tiếp các anh chị, khi mà tới đây đó thầy giao, cái chữ giao tiếp, cái chữ này đó thầy ngắt la ngang, thầy nói chữ giao tiếp là cái gì? Tại vì nếu như mà giao tiếp là ngồi giống như thầy đang ngồi nói chuyện với các anh chị ở đây nè, là giao tiếp. Cái đề tài của mình nó không có giới hạn, đúng không ạ? Thầy có thể nói, mình có thể nói bất cứ đề tài gì, thậm chí bây giờ là đang ngồi đây, bây giờ là tự nhiên mình quay qua mình nói về đề tài đá banh. Xong rồi tự nhiên ngồi trong đây ngẫu hứng gì đó, bắt đầu mình lại bàn luận cái chuyện mà ông Trump đi tranh cử tổng thống ở bên Mỹ, cũng có thể, tại vì mình đâu có biết là cái đề tài nó dẫn mình đi tới đâu đâu, đúng không? Ở trong đây mình ngồi mình giao nói chuyện, thì cho nên là đề tài giao tiếp hầu như gần như là đối với thầy đó là nó không giới hạn. Còn nếu như mà các anh chị nói là ồ giao tiếp, nếu như mà giao tiếp như là how are you, what's your name, where you from, tức là những cái câu hỏi đơn giản mà hỏi thăm nhau một lần hai lần đầu tiên là mới gặp nhau rồi làm quen vài ba câu hỏi đó, thì có thể là mình nói trong cái giới hạn đó thì nó sẽ dễ. Còn nếu mà nói giao tiếp theo thầy định nghĩa đó là giao tiếp làm sao là tôi nói các anh chị hiểu, mà anh chị nói tôi hiểu, mình truyền đạt được thông tin, mà bất cứ thông tin gì mình muốn truyền đạt mà mình truyền đạt thì nó sẽ cần một cái quá trình rất rất là lâu. Đấy chưa? Nó quá trình rất là lâu, nhưng mà ít nhất là cô Hà xác định nó rõ ràng hơn là em muốn có, nếu như mà có những đơn vị ở nước ngoài về để mà nói về giáo dục thì em muốn nói trong cái đề tài giáo dục đó, trong cái khoảng đề tài giáo dục đó, chứ em không bàn qua chuyện chính trị, em không bàn qua chuyện chiến tranh Ukraine với lại Nga cái gì đó, em không không bàn tới, em chỉ nói về trong đề tài giáo dục ở trong đó, thì ít nhất là mình hạn chế ở trong một cái khoảng nào đó, thì cái khả năng đó là mình còn có thể học được, và mình còn có thể khẳng định là trong khoảng thời gian bao nhiêu lâu thì mình có thể làm được những cái điều đó. Chứ còn nếu như mà mình nói là giao tiếp thì đối với thầy là giao tiếp nó không có giới hạn đề tài, cho nên là rất là khó để mà dạy giao tiếp được. Nếu do vậy, nếu Giao rồi tiếp thông thường á thế ạ, dạ vâng, tức nó là thông theo thường kiểu sinh hoạt thường ngày á. Dạ. nó thông thường mà cô nói về đề tài giáo dục thì nó không còn là thông thường nữa rồi. Nên bây giờ là giáo dục bao nhiêu, có bao nhiêu cách giáo dục, ví dụ là một đơn vị ở đâu đó về 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 phòng giáo dục hay là về sở giáo dục của cô, họ ngồi họ thuyết trình, ok chúng tôi có 18 phương pháp giáo dục bắt đầu họ ngồi họ nói là phương pháp này phương pháp đó phương pháp kia, thì cái đó nó vô thành chuyên môn của cái đề tài của cô rồi, đó là nó vẫn nằm trong cái đề tài giáo dục của mình. Cho nên khi còn cái đề nó là bình thường, các anh chị nói là bình thường là gặp nhau chào hỏi khỏe không. À, ý em nói là kiểu trong kiểu ngôn ngữ sinh hoạt hàng ngày, ví dụ đi du lịch thì chỉ cần giống kiểu mình nắm những cái nội dung về du lịch hoặc là mua sắm, Nếu hoặc mà là ví dụ du trong cơ lịch quan là hỏi thì kiểu hỏi sức khỏe rồi hỏi tình hình bạn như thế nào, công việc bạn là tham gia đó bao, tức là ý em nói ở trong cuộc à, sống thường ngày thôi ạ, rồi chứ không cái phải đi sâu vào chuyên môn. Nhà nhà đó, vâng cái đó thì sẽ dễ hơn nhé. Nào các anh chị, lộ trình của các anh chị sau khi mà anh chị học cái đánh vần này, học cái đánh vần này, học cái nền tảng này xong, đúng chưa, thì anh chị sẽ phải học từ vựng, chắc chắn là phải học từ vựng, đúng chưa, chắc chắn là phải học từ vựng.
thì sau cái lớp này là mình sẽ học từ vựng. Nhưng mà trước đây các anh chị có thể ngồi là lôi ra 4.000 từ vựng, 5.000 từ vựng, hay là 1.000 từ vựng, hay 3.000 từ vựng gì đó. Các anh chị ngồi anh chị học, các anh chị ngồi anh chị luyện từng từ một, anh chị đọc từng từ một. Nhưng mà học từ vựng cái kiểu đó nó không phải là phương pháp. Mà rất là nhiều anh chị, có thể cô Hà là một trong những nạn nhân của cái này. À, Dạ có. cô Hà là Nam một nhân hỏi là tự học thuộc thế nào, ví dụ certificate hoặc đó. là language, hoặc là cứ là ghi chương nào là thuộc về chứng, biết là cách ghép á thế á. À, nào Dạ tự học học cái nội cũ á. Hà có thể là một nạn nhân ở trong cái lĩnh cái cách mà học từ vựng nè. Tại vì thầy chắc chắn và thầy có thể khẳng định, thậm chí dù thầy chưa kiểm tra cô Hà đâu, nhưng mà thầy có thể khẳng định trong đầu của cô Hà ít nhất bây giờ là cô có được khoảng chừng 1.500 từ vựng. Cái này là cô đã học rồi, và tại vì cô đã là giáo viên tiếng Anh thì À chắc giờ không thế ạ, à. Em là giáo viên của trường kinh tế. chắn Dạ, và bây giờ cấp 3 là em dạy ngữ văn thôi, nhưng sau em học thì kinh tế, em dạy các kinh tế thầy nhưng em cô vẫn có một vốn về tiếng Anh vừa vừa thôi ạ. À. Tức các là vốn anh cơ chị bản á, nhưng mà phát âm thì lại sai. các anh chị đã học qua tiếng Anh 5 năm, 3 năm vừa rồi, thì vốn tiếng Anh, khả vốn tiếng Anh trong đầu của các anh chị chắc chắn là nó khoảng cỡ này, cỡ khoảng chừng 1.500, nếu như mà ít nhất á, thì nó cũng phải 1.000. Học 3 năm mà học liên tục đều đặn 3 năm hay là 4 năm trong trường phổ thông thôi đó. À, chứ đừng nói là học đại học 3 4 năm trong trường phổ thông thôi, thì ít nhất cũng khoảng chừng 1.000 cái từ vựng này. Nhưng mà kẹt một cái, nó không có xếp 1.000 cái từ vựng, nó không có xếp giống như vậy, mà 1.000 cái từ vựng này nè, nó giống như vậy nè. Đấy, nó là một cái búi bùi nhùi ở trong cái đầu của mình, nó như là một cái đám rối ở trong đó, nó không biết chỗ nào, nó không nó rơi rụng, nó nằm đủ các chỗ. Có rất là nhiều anh chị em nói rằng ô em không giao tiếp được là tại vì vốn từ vựng của em nó ít quá. Thế là các anh chị đi học thêm từ vựng vào. Anh chị có hình dung là anh chị đang làm cái gì không? Anh chị làm cho cái búi bùi nhùi này nó trở nên to hơn nữa. Cái vấn đề của anh chị nó trở nên lớn hơn nữa. Thay vì các anh chị 1.000 cái từ vựng này, anh chị hãy ngồi tập trung vào 1.000 cái từ vựng này, làm sao để mình có thể sử dụng 1.000 cái từ vựng này được tốt nhất, được xuyên suốt, được đơn giản. Và đừng cố gắng, đối với thầy, đừng cố gắng nói những cái câu mà nó văn hoa, đừng cố gắng nói những cái câu mà cho nó rất là đẳng cấp, rất là cao siêu, mà thầy thấy rất là nhiều anh chị em, rất là nhiều bạn làm mấy cái mà làm ở mấy cái YouTube, làm mấy cái TikTok mà dạy tiếng Anh đó. Đừng 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 có nói how are you, cái đó nó quê mùa lắm, phải rồi hey what's up thầy nói chứ đồ điên. Giao tiếp có nghĩa là người ta hiểu ý của mình hiểu được ý của người ta, đó là effective, tức là hiệu quả của giao tiếp là làm sao hai bên hiểu được nhau. Mình nói đơn giản nhất, mình nói ngắn gọn nhất mà mình lấy được tiền là tốt nhất. Mà không cần, tức là giao tiếp là như vậy, tức là sau cùng là làm sao để hai bên trao đổi được ý kiến. Còn bây giờ mình có cần phải văn chương, mình có cần phải hoa hòe, mình có cần phải đọc thơ gì gì không? Dạ thưa rằng không, đúng không ạ? Đúng nhất. Cho nên mình học tiếng Anh giao tiếp, mình muốn giao tiếp được tiếng Anh đó, thì effective tức là hiệu quả, ý của thầy muốn nói hiệu quả. 1.000 từ vựng đó, chỉ cần 1.000 từ vựng đó thôi, nếu như mà mình biết sử dụng 1.000 từ vựng đó thì mình thừa sức, thừa từ vựng để mà mình có thể đi khắp năm châu bốn bể rồi. Thừa từ vựng để mình có thể đi khắp năm châu bốn bể rồi, 1.000 từ vựng thôi, nếu như mà mình biết cách vận dụng nó. Cho nên nào, tới bước thứ hai của cô Hà nhé và các anh chị nhé, học thứ nhất là học nên đánh vần này để cho mình biết. À, đánh vần để mình biết phát âm, mà nhất là mình phải phát âm cho chuẩn, được chưa? Xong thứ hai là anh chị phải học lại từ vựng. Các anh chị đã có từ vựng rồi thì ôn từ vựng, xem lại từ vựng của mình. Mà cái quan trọng lần này là học cách sử dụng từ vựng, chứ không phải là học từ vựng, mà phải học cách sử dụng từ vựng. Nghe, mà học bằng cách đem nó vào những cái câu nói ở trong nhà của mình, trong đời sống của mình hàng ngày á. I like dog, đơn giản một câu là tôi thích chó. Tôi thích chó, tôi thích cháo chuối, tôi thích cái gì, tức là mình nói những cái câu đơn giản nhất mà nó gần gũi với mình nhất ở trong cái cuộc sống hàng ngày của mình, những từ vựng xung quanh người của mình anh chị làm những cái điều đó. Okay. Thì tự nhiên làm nhiều ngày sau cùng là anh chị trở thành một cái bản năng á. Khi anh chị mở miệng ra, anh chị bật miệng ra là nó ra cái câu đó mà anh chị không cần phải suy nghĩ.
Thì đó là cách để anh chị đơn giản nhất để anh chị học giao tiếp. Đương nhiên là có những cái lớp giao tiếp, nhưng mà nếu như anh chị học lớp giao tiếp nào, hãy học những cái lớp mà đơn giản, okay? Trực tiếp, ngắn gọn, gắn gọn, okay? Đừng cố gắng ngồi học từ vựng thêm bao nhiêu từ vựng mới vào, mà cái cách, mà cái khả năng vận dụng cái từ vựng đó thì không có. Rất là nhiều anh chị em, rất là nhiều bạn học từ vựng xong nói với thầy là cái từ này nghĩa là này, thầy hỏi cái câu tiếp theo là how do you use it, mình sẽ vận dụng nó như thế nào, mình sẽ sử dụng cái từ vựng này như thế nào, trong tình huống nào, trong câu nào, trong trường hợp nào thì mình sẽ sử dụng cái từ vựng này. Cho nên mỗi lần mà học cái từ vựng thì mình phải hình dung ra cái từ này tôi sẽ dùng trong khi trường hợp nào, cho mình đưa ra những cái tình huống nào mình sẽ nói cái từ vựng đó, mình tự đặt câu ra, mình nói đặt những cái câu nói, những cái câu nói mà mình sẽ sử dụng cái từ vựng đó như thế nào. Okay. Đó là cái cách để cho mình làm. Nào, trước đây thì thầy có dạy mấy cái lớp advanced, tức là mấy cái lớp nâng cao á, để cho các anh chị, lớn học để luyện tập. Nhưng mà bây giờ thì thầy rất rất là nhiều việc, cho nên là tạm thời là thầy không có dạy mấy cái lớp đó nữa, cho các anh chị nữa. Cho nên là hiện tại là bên thầy là đang không có mấy cái lớp đó. Có thể là hết năm 2024 qua 2025 thì lúc mà thầy bớt công việc đi thì có thể là thầy sẽ mở mấy cái lớp đó lại cho để dành riêng cho các anh chị lớn. Cái này là chỉ dành riêng cho các anh chị lớn thôi, chứ cái lớp này thầy không có dạy cho trẻ em, thầy không dạy cho các bạn nhỏ. Ok, được chưa chị Hà? Đó là cái mà thầy muốn nói với các anh chị, là chia học từ vựng, biết cách vận dụng từ vựng vào trong câu và mình biết sử dụng nó trong tình huống nào. Đó là cái mà mình sẽ phải làm nhé. Dạ. Cảm ơn thầy ạ. Dạ. Có rất là nhiều anh chị, là có nhiều bạn, ôi em không vững vốn từ vựng, xong là thầy nói ra thì nó chứ đúng là nó là một cái búi bù nhùi, cho nên là mình có từ vựng mà mình không biết dùng, mình không sử dụng được. Thầy hay đùa với các bạn nhỏ đó anh chị, nhất là mấy bạn mà học trung học cơ sở, thầy hay nói là tụi con có rất là nhiều tiền, nhưng mà tiền con nó nhét trong túi á. Tức là mình có rất là nhiều từ vựng, nhưng mà tiền từ vựng nó mình nhét ở trong đây, mình chẳng mở ra miệng ra được, mình chẳng dùng được, mình chẳng nói được, thì tiền đó nó không có giá trị. Nếu mà tiền mà cứ để trong túi á, thì nó không có giá trị. Tiền nó phải sử dụng được, mình phải mua đồ được, mình phải mua trà sữa được thì mới có giá trị chứ. Tiền mà cứ để trong túi á, thì đâu có giá trị gì đâu. Cho nên là phải cố gắng vận dụng. Được chưa? Rồi, thầy cảm ơn chị Hà rất là nhiều. Ok rồi, học phí. Ok, thầy trả lời của bạn cô Duyên rồi ha, học phí như thế nào rồi ha. Ok rồi, còn anh chị nào nữa thì mời các anh chị nha. Thầy xin mời cô Yến Ly ạ. Cô Yến Ly giơ tay rồi, thầy gọi xong rồi Dạ em chào thầy và chào các anh chị trong nhóm. Em có tham thầy thầy và các anh chị có nghe rõ em không ạ? nghe rõ cô. Dạ. Em có theo dõi lớp của thầy thông qua cái lớp tiếng Anh cơ bản em định cho bé của em học. Em chưa có biết rõ thông tin của lớp của mình á, cho nên em mới vào đây và em biết là có nhiều thông tin hữu ích, nhưng mà cái việc là giáo viên dạy anh dạy tiếng Anh không phải là mục tiêu của em, nhưng mà thầy các thầy nói chuyện quá thu hút cho nên em vẫn ngồi ở lại, và cái việc giơ tay của em là chắc một lần em tình cờ em bấm nhầm mà em không hay. Em xin cảm ơn thầy và cảm ơn các anh chị. Nào, vậy thì bây giờ con mình đã học chưa chị Yến Lê, Yến Ly? Dạ thưa thầy, em hiện tại em có hai bé, một bé đang lên lớp 5 và một bé đang lên lớp 1. Em chưa có tìm được cái động lực bên trong con để con có thể hứng thú học được ở thầy. Yeah, bây giờ là chị có muốn tìm cái đó không? Dạ đúng thầy. Nào, các Dạ. anh chị, cái này là hôm nay là thầy tặng free cho chị nha, theo lẽ cái này là thầy dạy trong lớp đó, nhưng mà bữa nay là thầy tặng cái này miễn phí cho mẹ. Tất Dạ vâng, em cảm ơn thầy ạ. cả À. con người của chúng ta các anh chị là lười, bản năng của chúng ta là lười. Tại sao chúng ta lười? Tại vì mình phải suy nghĩ, đúng không? Khi mà mình suy nghĩ thì nó mệt, nó mệt,
Cho nên đâm ra là lười. Nếu như mà mình cứ học mà mình cứ phải suy nghĩ nhiều quá thì mình sẽ lười. Lười là đó là việc bình thường, chứ không phải là lười là cái gì xấu xa. Lười đó là một cái tính, một cái khả năng của con người để trốn đi những cái điều mà mình không thích thì mình lười. Thế nên nào các anh chị, đó là tại sao mà cái lớp học nền tảng của mình á, cái lớp học tiếng Anh nền tảng của Học viện Khải Lịch là thu hút được rất là các bạn, rất là nhiều học sinh vào, nhiều học viên vào. Thứ nhất là các bạn ấy vào buổi, thứ hai là ô đọc dễ như vậy à, ô cái này con làm được. Cái quan trọng là ô cái này con làm được. Lúc mà mình mở miệng ra, cho dù mình đọc được một chữ đơn giản thôi, ok bác, một chữ đơn giản, cho dù là một chữ đơn giản thôi mà mình mở miệng ra mình đọc được thì tự nhiên mình tự tin lên, đó đúng không nào? Tự nhiên là mình tự tin hơn ra lên. Thứ hai là khi mà mình mở miệng ra mình đọc mà mình biết là mình đọc cái gì và tại sao mình đọc giống như vậy thì lúc này lại mình lại càng tự tin hơn nữa. Cho nên là ô cái này tưởng cái gì nó khó, chứ bây giờ cái này con cũng biết, cái này con cũng làm được. Đó là động lực của các bạn nhỏ để các bạn nhỏ bắt đầu. Còn bây giờ nói với các bạn nhỏ là ô con phải cố gắng con học cái này để lớn lên con đi xuất ngoại, để có hiểu cái gì đâu. Các bạn ấy chưa hình dung được đúng không ạ? Con phải cố gắng con học để lớn lên con đi làm có nhiều tiền. Các bạn ấy 5 tuổi học lớp 5 với học lớp 2, bạn lớp 5 thì có thể là còn hiểu. Các bạn học lớp 1 có hiểu tiền là cái gì không các anh chị em? Có hiểu đi làm là cái gì không? Mà mình dạy cho con mình nói với con mình giải thích với con mình là con phải học cái này để mai mốt con làm được nhiều tiền. Các bạn nghe ra dạ ok, con hiểu, con biết rồi. Nhưng mà thật ra là bạn chẳng hiểu gì về tiền cả. Anh chị em mình là cứ nghe thấy tiền là đúng là cái động lực của mình. Cứ nghe nhiều tiền là chúng ta có thể làm. Mà đôi khi là có những người là làm bất chấp nữa cơ. Nhưng mà trẻ con, những bạn nhỏ thì cái suy nghĩ của các bạn ấy nó đơn giản, đơn sơ hơn và nó đơn giản hơn mình rất là nhiều. Cái gì đơn giản, cái gì dễ làm, cái gì con thể làm được, okay, và làm được rồi thì nhận được cái sự khen ngợi, nhận được cái sự đánh giá, nhận được cái sự tôn trọng của người khác, thầy cô học giỏi như vậy là các bạn ấy thích. Đơn giản là cho sự tôn, cái là gia tăng được cái tôn nghiêm của mình lên, đó là động lực của các bạn ấy nhé. Chứ còn tiền cái gì gì đó, có nhiều bạn, có một mẹ là giáo viên nha, có một mẹ là giáo viên trước đây là vào thấy lớp thầy dạy kêu con vào học, con không học. Con mẹ nói với con là con không học thì mẹ học, nhưng mà nếu mà mẹ học thì con phải làm việc nhà. Tại vì bây giờ con không, mẹ làm việc nhà để cho con học mà con không học, bây giờ mẹ học thì con phải làm việc nhà cho mẹ, tức là ăn xong con phải rửa bát, con phải quét nhà, con phải lau nhà, tại vì mẹ phải vội vào lớp. Cái bạn ấy nói ok mẹ học đi, con làm hết tất cả mọi việc đó cho. Lười tới cái cỡ đó các anh chị, lười tới cái cỡ mà con sẵn sàng làm việc nhà cho mẹ để con khỏi phải học, lười tới cỡ đó. Nhưng mà một hôm cái là mẹ cũng ngồi, mẹ cũng kiên nhẫn, mẹ cứ vào mẹ học. Mẹ học 5-7 buổi rồi đó. Thế là bạn ấy làm việc bà cũng chắc cũng mệt rồi, thế là vào ngồi chơi bên mẹ coi coi mẹ làm cái trò gì, mẹ học cái gì. Thế là mẹ cũng ngồi mẹ đọc theo thầy, mẹ cũng lẩm bẩm, mẹ đọc theo, mẹ cũng làm theo. Cái bạn ấy vào, bạn ấy nhìn, bạn ấy thấy, bạn ấy ơ mẹ ơi tiếng Anh mà học như thầy thì con cũng học được. Nếu như mà tiếng Anh mà học như này thì con cũng học được. Cái mẹ thì con vào đó con học với mẹ có sao đâu. Thế là bây giờ hiện tại mới vừa rồi bạn ấy thi lớp 7, bạn ấy lớp 7, năm nay bạn ấy lên lớp 8. Năm nay bạn ấy lên lớp 7 anh chị. Mà thầy biết được là báo cáo của bạn ấy là thi học kỳ 2 vừa rồi là bạn ấy thi được 9,2. 9,2 môn tiếng Anh. Cho nên có nhiều khi là ba mẹ mình là phải làm gương á, tức là mình ngồi mình học để cho con vào, con ngồi chung với mình, đặc biệt là các bạn nhỏ. Okay. Rồi thầy cảm ơn chị cô Yến Ly ạ. À. Kê okay, xin mời chị Dương Thị Duyên. Dạ, em xin chào thầy, em xin chào tất cả các anh chị trong phòng Zoom. Thầy có nghe rõ em nói không ạ? À, nghe rõ ạ. À. Vâng, em thì có cái câu hỏi này mà em cũng muốn chia sẻ với thầy và các anh các chị, nhưng em muốn để cho các anh các chị khác có ý kiến trước và em muốn hỏi thầy sau. Vâng, biết ơn thầy đã cho em được chia sẻ. Báo cáo với thầy là em biết đến
À, học viện của mình chưa được một tháng, và ngay khi mà em biết đến cái phương pháp thầy và học viện đang dạy cho học viên thì em rất là thích, bởi vì em cũng ở trong ngành giáo dục 30 năm rồi, và cái cách dạy của thầy nó cũng giống như là cách mà em dạy các bạn tiền tiểu học ấy đó, nên là em rất là hào hứng với cái phương pháp của học viện mình, và em đã ra quyết định rất là nhanh để có thể là được tham gia cái kênh giáo viên của thầy. Thế và em đã chuyển tiền luôn ngay khi mà em biết là cái khóa học kênh tháng 7 của thầy vừa kết thúc, và em bảo nếu mà em biết trước thì em sẽ tham gia cái kênh đấy. Nhưng rất may là sang tháng 8 thầy lại cho chúng em được cơ hội để tham gia cái kênh này, và cái mà gọi là cam kết kỷ luật hay là cái nội lực bản thân thì chắc chắn là em có rồi, bởi vì em cũng đã tham gia rất nhiều cái kênh huấn luyện từ sáng sớm đến đêm khuya rồi. Và em xin chia sẻ với thầy và các anh các chị là em cũng vừa hoàn thành 42 km chạy tối hôm thứ bảy vừa rồi đó. Đúng Trong rồi, vòng là 6 tiếng, hơn 6 tiếng một chút, 6 tiếng mấy phút, 42 cây đó. Thì đấy là em muốn muốn nói rằng là cái nội lực ở trong em đã có sẵn rồi, cam kết kỷ luật ở trong em là có rồi. Thế nhưng bởi vì em đang có một cái chữ nhưng và em đang muốn được chia sẻ để thu hút cái điều gì tuyệt vời ở đây, biết đâu là trong số các anh các chị ở trong phòng Zoom của chúng ta cũng có cái mong muốn như của em. Đó là em biết là thầy có cái kênh tháng 8 là em rất là hào hứng và em nghĩ là thầy sẽ tổ chức vào cuối tháng 8 đấy, nhưng mà thầy lại tổ chức sớm hơn. Thế thì vào cuối tuần này thì em lại đang vướng một cái lịch mà em đang khát khao là trong lớp mình cũng có ai đó cũng có cái khát khao như em để làm sao mà thầy có thể lùi lại cái lịch này sang tuần sau hoặc là sau vài hôm nữa thôi. Thì đấy là cái điều mà hạnh phúc nhất của em, và em đang giao tiếp thật là mạnh mẽ để có thể điều đấy xảy ra. Vâng, đó là cái điều mà em rất là khát khao và em đang muốn là một ngày nào đó em sẽ có mặt ở học viện của Calit để thứ nhất là em tham gia cái kênh này là để là gì? Để khẳng định cái bản thân mình, để tìm lại cái con người xuất sắc ở trong mình. Đó, và cái thứ hai là trong em là nó đã có sẵn cái tình yêu của nghề dạy học rồi, nên là em có thể hào hứng với cái việc mà trao những cái điều tuyệt vời này đến với các học trò của mình. Đấy, hiện nay thì em đã không còn tham gia ở trong nhà trường công lập nữa, và em cũng đang theo đuổi một cái công việc khác, nhưng mà khi mà biết đến cái học viện của mình và phương pháp dạy học của học viện thì em rất là hào hứng và em khát khao là mình sẽ có mặt ở học viện để có thể giúp đỡ được nhiều người biết đến cái phương pháp học tiếng Anh này. Em biết ơn thầy rất là nhiều. Điều em khát khao nhất là có một phép màu nào đấy để thầy rời cái kênh này lùi lại vài ngày thôi. Thay vì là thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật thì có thể là sau cái ngày đấy hoặc là chủ vào cái ngày của tuần tiếp theo, thì đấy là điều hạnh phúc nhất của em biết ơn thầy và biết ơn các anh các chị rất nhiều. Cảm ơn thầy, cảm ơn cô Duyên rất 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 là nhiều. Các anh chị em á, ngày nào thầy cũng cầu xin cho thầy trúng số hết các anh chị. Ở trong miền Nam thì nó có bán vé số đấy, đúng không ạ? Miền Nam thì có bán vé số, ngày nào thầy cũng cầu xin cho thầy bán vé số hết, nhưng mà chẳng bao giờ thầy trúng. Có những cái ước nguyện của mình nhiều khi là mất cả đời mà nó còn chưa thực hiện được, nó chưa thành hiện thực được các anh chị. Thưa cô Duyên, khi mà thầy dạy mở cái camp này trong cuối tuần này đó thì cũng có nhiều lý do.
Và có nhiều cái lý do, tức là vừa cái lịch học của thầy và rất là nhiều lịch học của các anh chị em khác. Tại vì cái lý do là cuối tuần sau, cuối tuần, tức là cái tuần cuối của tháng 8 á, là nó sẽ rơi vào ngày lễ độc lập của Việt Nam là ngày 2 tháng 9. Cuối tuần đó nếu như mà thầy mở kem dạy thì rất là nhiều gia đình sẽ bị bỏ đi chơi. Tại vì ngày hôm đó là cái đợt ngày lễ cuối cùng trong mùa hè, cho nên là rất là nhiều gia đình sẽ cho con cái đi chơi, đặc biệt là các phụ huynh, các thầy cô cũng tranh thủ là ok trước khi nhập học là có thể là sẽ cho con đi chuyến du lịch hay là chuyến đi chơi với gia đình gì đó trong cái cuối tuần, trong cái cuối tuần đó. Đó là lý do mà thầy phải loại bỏ cái tuần đó ra, là cái tuần cuối cùng của tháng 8 á, là thầy loại bỏ cái tuần đó ra. Thầy không muốn dời cái lớp học này sang tháng 9 hoặc là sau đó, là tại vì rất là nhiều các thầy cô đã bắt đầu đi dạy rồi, đi vào trường đi dạy rồi, thì các thầy cô lúc đó là rất là nhiều thầy cô sẽ bận rộn và không tham gia được. Đó là tại sao mà thầy nhét vào, thầy làm vào tháng tháng 9. Và cuối tuần trước khi mà nhập học, cái tuần trước đó là trước tuần cuối tháng 8 đó, thì nhiều thầy cô cũng bắt đầu đi tập, tức là nhiều thầy cô đã tập huấn rồi đang bận rộn với lại việc sắp lớp, sắp chỗ ở trong trường học, cho nên là cũng có rất là nhiều thầy cô cũng bận rộn. Đó là lý do tại sao mà thầy phải chọn cái cuối tuần tuần cuối tuần này để mà mình làm cái lớp, dạy cái lớp này, tại vì thời gian tốt nhất có lẽ là thời gian ngay bây giờ là thời gian tốt nhất, thầy nghĩ là như vậy. Đúng ạ. Người ta nói trong tiếng Anh với chị, người ta nói quá khứ past is for your memory. Quá khứ là kỷ niệm. Okay. Tương lai is your forecast. Tương lai là điện mà mình phỏng đoán. Còn hôm nay là present. Cho nên là hôm nay là hiện tại, nhưng mà thật ra là không phải, hôm nay là present. That's why we call it present. Okay. Là hôm nay, tại sao là cái ngày là có món quà. Hôm nay là ngày là cái món quà của mình, cho nên đó là tại sao người ta nói là nó là present, là món quà. Thật ra món quà nó cũng là hiện tại. Cho nên là cái gì hôm nay, cái thời điểm mà tốt nhất là hôm nay. Có một người khác không biết là ai, chắc là ông Franklin của Mỹ. Ông nói thời điểm tốt nhất để làm một cái điều gì đó là 10 năm trước, và thời điểm tốt thứ hai để làm cái điều đó là ngay bây giờ. Tức là còn cái điều thời gian mà tốt thứ hai để làm cái điều đó là ngay bây giờ, cho nên là thôi mình có làm thì mình làm luôn ngay bây giờ. Thầy, nhưng mà thầy hiểu được cô Duyên là cô sẽ có một cái dự án nào đó, cô có một cái chương trình nào đó mà cô cần tham gia, hay là cô muốn tham gia, hoặc là cô phải tham gia. Và cái sự lựa chọn của cô bây giờ là nó rất là căng não. Cái nào cô cũng không muốn bỏ, cái nào cô cũng muốn được trọn vẹn, thì cái đó là thầy, cái đó thì thầy, cái điều là cái đó, điều đó là thầy hiểu. Nhưng mà thời điểm để cho cái lớp kem này, thầy nghĩ là nó không có giờ trong 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 cho các anh chị em trong lúc này. Cảm ơn cô Duyên rất là nhiều ạ. Thầy cho em xin mấy phút nữa ạ. Dạ vâng ạ. Vâng, thì đấy là khát khao của em. Thế thầy có cái giải pháp nào phù hợp cho em được không? Bởi vì là thầy biết là con người của em rất là nỗ lực. Đấy, em đã tham gia các cái kênh bứt phá bản thân là huấn luyện xuyên đêm, thâu đêm suốt sáng nhiều lần rồi. Và cái hành trình 42 km em chạy từ 6 giờ tối đến qua 12 giờ đêm là em cũng chạy 2 lần rồi đó. Còn hành trình 21 cây hay 10 cây là em chạy rất là nhiều đấy. Đấy là em muốn nói, tức là cái nội lực ở trong em là có sẵn rồi, và cái sự cam kết kỷ luật ở trong em là cũng có sẵn rồi, và em đang khát khao được nhúng mình ở trong cái kênh của thầy. Nhưng mà đúng thực sự là em khát khao, nhưng mà cái thời điểm mà vào cái tuần này thì em lại đang rất là căng để có thể là chọn một trong hai cái việc này đó. Nên là em mong muốn là liệu có giải pháp nào dành cho em không thầy? Biết ơn thầy ạ.
Vâng. Và em muốn là có thể thì sau cái buổi Zoom hôm nay thầy sẽ cho em xin một ít thời gian vàng ngọc của thầy để em được xin được trò chuyện, được thầy trò chuyện một ít phút ạ. Dạ. Vâng, biết ơn thầy rất nhiều. Dạ thưa cô Duyên, tại vì cái lớp kem giáo viên này, cái khóa này mình gọi là khóa 5, nó cũng không phải là khóa cuối cùng. Cho nên là thế tháng 8 tôi không làm được thì tháng 9 thôi làm. Tháng 9 nếu mà thầy không có giờ thầy mở, thầy chưa mở được thì tháng 10 thầy cũng mở thôi. Tức là thời điểm này nó chưa có được thì chắc là mình sẽ làm vào cái dịp sau đó. Chứ cũng không bắt buộc là mình phải làm ngay và luôn bây giờ. Được cô Duyên ha. Nào các anh chị, thầy 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 hiểu, tại vì thầy có rất là nhiều tình huống, rất là nhiều lần và thầy bị rơi vào những cái tình huống giống như là cô Duyên đang ngồi ở đây ngày hôm nay á, và rất là nhiều các anh chị ở trong đây luôn cũng đang rơi vào trong những cái tình huống rất là tiến thoái lưỡng nan, tôi nên chọn A hay là tôi chọn B tôi nên làm cái nào. Nếu như mà thầy mà cố gắng thầy làm thầy sửa thì chắc là có nhiều thầy cô khác cũng sẽ bị thất vọng. Tại vì trong cái trường hợp này thì thầy làm cái gì thầy làm thì chắc chắn là sẽ có người bị thất vọng. Chắc chắn là sẽ có người bị thất vọng. Cho nên là thầy rất là mong rằng nếu như mà cô không sắp xếp được trong cái cuối tuần này để mà tham gia thì có thể là cô sẽ tham gia vào khóa sau. Cô Duyên ha. À, em biết ơn thầy, Vâng, nhưng cảm ơn. mà cái điều mà cơ hội nó có thể đến và nếu như mình không nắm bắt được nó thì có thể cơ hội sẽ đi qua và đấy, theo em nghĩ là như thế và Hồi em nãy muốn thầy chốt nói lên. mà. Dạ, hồi nãy thầy có nói rồi, thầy phát biểu rồi các anh chị đúng không ạ? Nãy thầy có phát biểu rồi. Rất là nhiều người nói với anh chị đây là cơ hội duy nhất trong đời của mình, đây là cơ hội ngàn vàng trong đời của mình. Tất cả những cái lời nói trên đó các anh chị đều là lời nói dối. Được chưa anh chị? Tất cả những cái lời nói nào mà người ta nói với các anh chị đây là cơ hội ngàn vàng của anh chị, đây là người mà anh chị bỏ đi là không bị ân hận cả đời, xong rồi sau cùng ly dị, có bao nhiêu người yêu nhau cay tôi say đắm rồi, ui tôi phải chết với người này, tôi không có anh này thì tôi chết mất, nhưng mà cưới nhau về có 3 tháng thôi là đến lúc nâng ly dị. Why? Cho nên là cái cơ hội mà mọi người nói là cơ hội duy nhất trong đời này đó là lời nói dối. Okay, và lời nói dối là thường xuyên nhất mà rất là nhiều người tin đời đó là lời nói dối. Tại vì anh chị hãy nói với anh chị nè, trong cuộc đời này thì nó có bốn mùa xuân hạ thu đông, và hết bốn mùa đó thì nó lại quay lại, hết đông thì bắt đầu nó lại quay lại tới mùa xuân. Cho nên cơ hội này nó qua đi thì cơ hội lại khác nó lại tiếp tới. Có thể là nó không được tốt bằng cơ hội lần trước nhưng mà nó cũng là một cái cơ hội. Cho nên cuộc đời này nó sẽ là một cái vòng xoay giống như vậy các anh chị, nó ở đâu đó nó cứ xuân hạ thu đông, kinh tế nó lên rồi kinh tế nó sụp rồi nó xuống rồi nó lại lên rồi nó lại xuống. Có bao giờ nó phát triển luôn luôn, có bao giờ nó phát triển luôn, luôn lúc nào nó cũng phát triển không ạ? Có lúc nó phải lên và có lúc nó phải xuống. Cho nên năm nay có thể là kinh tế nó sẽ lên nhiều hay là lên ít thì cái đó là chuyện của kinh tế đó. Cho nên là xuân hạ thu đông lúc nào bốn mùa nó cũng sẽ tiếp tục nó xảy ra, và nó xảy ra xong rồi lại tiếp tục nó xảy ra nữa. Cho nên ai nói mà nói với là các anh chị, thầy nói với ai mà nói là ô cái này là cái cơ hội một lần duy nhất trong đời của mình. No. Okay. Tại vì mùa xuân này nó có thì mùa xuân sau nó sẽ ra tiếp. Đó là mùa xuân này, sau này xuân sau nó sẽ ra tiếp và nó sẽ ra hoa khác và nó sẽ ra trái khác, cho nên nó sẽ tiếp tục nó ra. Cho nên các anh chị hãy yên tâm, đừng tin, đừng 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 nhận đừng chấp nhận cái điều là đây là cái cơ hội duy nhất và cái đây là cái cơ hội cuối cùng. Ở đây thầy cố tình, thầy thật ra thầy cố tình thầy nói với các anh chị như vậy tại vì thầy không muốn các anh chị em kết luận một cách quá vội vã, một cách quá hấp tấp, để rồi các anh chị đôi khi rằng cái sự hấp tấp, cái sự vội vã của mình nó cũng làm cho mình cảm thấy áy náy khó chịu về sau. Cho nên là thầy cứ nói, thầy nói như thế.
À, mà bản thân thầy nói là tại vì thầy trải nghiệm qua và thầy chiêm nghiệm qua cái cuộc sống này và thầy thấy rằng cơ hội nó tới và cơ hội nó đi, cái mình được đó và mình sẽ mất đó và mình sẽ lại được cái khác, đôi khi cái mình được lần sau nó còn to hơn, nó còn tốt hơn cái lần trước, chứ không ai bảo đảm rằng cái đó là cái duy nhất và nó không thể tốt hơn. Được chưa các chị em á? Dạ, thưa thầy là em nghĩ là đấy là đối với em thôi, là em Dạ đi vâng nhanh ạ. ngày nào thì em sẽ hạnh phúc ngày đấy. Dạ vâng, Đấy, đúng rồi. và sẽ có rất nhiều người được hạnh phúc cùng với niềm hạnh phúc của mình. Đó, chứ không phải là theo cái nghĩa rằng là cơ hội này đến thì mình sẽ không còn cơ hội nào khác. Theo em Dạ nghĩ vâng, là đúng rồi, em đúng đi rồi. nhanh ngày nào thì em sẽ hạnh phúc ngày đấy, và những người xung quanh em sẽ có nhiều người hạnh phúc Điều đó sớm ngày thì đấy. thầy đồng ý với cô đó. Điều này thì thầy đồng ý với cô đó, tức là mình làm tốt, mình đi nhanh giờ nào thì tốt tốt lúc đó, và mình sẽ hạnh phúc hơn lúc đó, thì cái điều này là thầy thầy đồng ý này. Nào các anh chị, thưa có một bạn là bạn Bến hỏi là thầy ơi, cho em hỏi cả năm em đã học, thầy mở các khóa sau em có thể vô ôn lại được không? Thưa cô Bến là không hả cô Bến ha, là mình vào học là mình học xong là mình sẽ học xong. Nào các anh chị, sau khi các anh chị học xong cái khóa học và này xong cái khóa học giáo viên này xong, thì thầy sẽ có những cái buổi tiếp theo để thầy chia sẻ với các anh chị, hay là theo dõi các anh chị xem các anh chị làm cái gì tiếp theo. Nếu mà các anh chị muốn là em muốn làm ở nhà thì em làm như thế nào, thầy sẽ trả lời, thầy sẽ giải thích cho các anh chị. Nói chung là thầy hướng dẫn cho các anh chị một số việc các anh chị sẽ làm. Nếu như các anh chị muốn làm độc lập, muốn làm ở nhà thì anh chị sẽ làm cái gì, làm sao để tuyển sinh, làm sao để kiếm học sinh để mình làm việc ở nhà, mình dạy học ở nhà của mình, dạy học ở nhà của mình. Thì cái đó là cũng một số anh chị sẽ muốn biết cái điều đó và làm như thế nào. Thì sau khi cái khóa học xong thì một thời gian 1 tuần 2 tuần gì đó thì thầy sẽ có những cái meeting với những cái buổi tiếp theo để thầy xem là theo dõi là các anh chị có ôn bài hay không, các anh chị có sẵn sàng để nhận lớp hay chưa, các anh chị đã như thế nào rồi, tinh thần của anh chị có đủ để mà làm nhận lớp hay chưa, và anh chị có kế hoạch gì tiếp theo và thầy có thể hỗ trợ cái gì cho các anh chị trong cái bước tiếp theo của mình. Thì cái đó là thầy sẽ làm những cái buổi, có 1 2 buổi tiếp theo sau cái khóa học nhé. Bạn Quỳnh Hoa hỏi là có gì đảm bảo sẽ kiếm được tiền không ạ? Bạn Hoa hỏi một cái câu hỏi mà thầy không biết là thầy sẽ nên trả lời như thế nào. Thật ra là nếu như mà nói là đảm bảo thì thật ra là chắc là không có ai có cái chữ đảm bảo 100% các anh chị ha, nhưng mà tối thiểu ở đây thầy có một cái lộ trình cho các anh chị để các anh chị em mình làm. Các anh chị học xong, các anh chị làm bước thứ nhất làm cái gì, bước thứ hai làm cái gì, bên thầy đang cần tuyển giáo viên, bên thầy cũng đang cần, học viện Catalyst cũng đang cần giáo viên, cũng có giáo viên để làm. Thì có rất là nhiều cái cơ hội hay là nhiều cách để mà mình có thể kiếm được tiền. Nào cái câu hỏi đặt ra là how, bằng cách nào, kiếm như thế nào, thì có nhiều cách khác để kiếm. Còn hỏi là có bảo đảm được kiếm được tiền hay không thì thầy chắc là thầy sẽ trả lời là thầy không bảo đảm. Thầy không không ai bảo đảm được. Nếu mà thầy nói là thầy bảo đảm tức là nhưng mà nó ngược lại, nói đi thì vẫn nói lại đúng không ạ? Nếu như mà lời nói của thầy là yes, chắc chắn là được. Vậy thì các anh chị có cam kết rằng bạn Quỳnh Hoa có cam kết rằng tôi sẽ làm tất cả điều gì thầy bảo làm hay không? Nếu như bạn cam kết là bạn làm tất cả những điều gì thầy dặn, thầy kêu làm, mà bạn cam kết bạn làm giống y như vậy, thì thầy sẽ cam kết với bạn là yes, bạn sẽ kiếm được tiền. Nếu như mà bạn cam kết là làm giống y như lời thầy dặn. Okay. Cái này thì nó đúng là cái sự đồng nhất giữa hai bên đúng không các anh chị em? Rồi, cảm ơn bạn Hoa đã đặt một cái câu hỏi cũng rất là éo le cho thầy. Cái thầy xin mời bạn Vũ Quang Anh ạ. Vâng ạ.
Em xin chào thầy cùng với cả tất cả các anh chị ở trong phòng room ạ. Em thì có cũng được biết đến cái chương trình mà thầy và học viện truyền đạt cũng được một thời gian rồi, nhưng mà cũng lại ngụy biện cho mình một lý do là cũng có nhiều nhiều lý do này nọ, cho nên là em cũng không được tham tham gia vào, nhất là gần đây là có cái khóa miễn phí 4 tháng đấy ạ, đúng không ạ? Thì em cũng vào được một số buổi nhưng mà lại cũng không được vào được 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 liên tục đấy, thì em cũng thấy rất là tiếc. Tại vì em cũng xin chia sẻ là em cũng là giáo viên tiếng Anh. Thì vâng, thì ở gọi là ở nông thôn thôi, cũng không phải thành phố, nhưng mà đại loại là cũng ở xung quanh thì cũng có trung tâm, cũng có nhiều trung tâm mà các em có thể tham gia để học tập đấy. Nhưng mà cái phương pháp mà của thầy truyền đạt này thì bây giờ là em mới được tiếp xúc, tiếp cận đến. Thì vì là không tham gia ở những cái lớp nền tảng kia được nhiều, cho nên là cũng chưa hiểu hết được về những cái phương pháp, mấy cái lộ trình, với cách thầy hướng dẫn ấy, vần ghép vần, rồi là âm này thì như nào ghép với cái phụ âm nguyên âm nó vào với nhau thì mình phát âm là gì. Mà ngày xưa chúng em đi học thì cũng không được học theo kiểu như vậy, thường thường là cũng là cứ nghe thầy cô đọc rồi mình đọc theo cứ như thế, và học rồi quen dần thì là cái âm này, cái từ này nó cũng nó lớn như từ kia, thì là mình cũng cứ đọc như vậy thôi. Thế thì em có cái băn khoăn là cũng muốn là nếu mà cái phương pháp này nó hiệu quả và nó như là mình đánh vần của tiếng Việt ý, thì có thể giúp đỡ được cho học sinh mình rất là nhiều. Tại vì thực tế ở lớp học thì ở như ở trường của em thì lớp học đông này, học sinh đông. Thế xong là cái thời gian để mà mình rèn luyện cho học sinh thì không có nhiều. Tại vì học sinh thì cũng lại cứ học theo mình, là mình cũng hướng dẫn học này, các con nghe rồi các con nhắc lại. Thế thì em băn khoăn là một cái khóa nền tảng ấy, thì sau mình khi mình học những cái cách, cái nguyên tắc để mình nhớ này, luyện được cái âm này rồi ghép đấy, thì các con, ví dụ em là dạy tiểu học thì các bạn ấy sẽ cứ như thế, là bạn ấy cứ vận dụng được xuyên suốt trong quá trình. Ví dụ bạn học xong tiểu học rồi nên đến cấp 2 này, cái chương trình các bạn học thì bạn cũng có thể cứ vận dụng cái đấy để học tiếp, nên để luyện đọc, rồi là đưa vào các tình huống cùng với học ở trên trường, trên lớp các cô dạy những cái cấu trúc để mình có thể sử dụng được, nói được không, hay là cái nền tảng này các bạn ấy chỉ có thể luyện đọc, cứ đọc đọc một cách là vô thức ấy, đọc vô thức, à nhìn thấy chữ này thì mình biết đọc đấy, nhưng mà rồi mình không biết vận dụng thì cứ đưa cho một bài một đoạn đọc thì đọc rất là giỏi, nhưng mà chả hiểu mình đọc cái đấy nó có ý nghĩa gì, nó diễn đạt được những cái gì để cho người khác người ta hiểu. Đấy là cái em băn khoăn thứ nhất. Cái thứ hai là cái chương trình thầy sắp đào tạo tới đây thì cái số lượng học viên của mình là bao nhiêu, và cái học phí đấy thì có gồm cái bộ thẻ đấy không ạ? Và khi mà học thì chúng em có sự cần sử dụng cái bộ thẻ đấy trước để mình tập luyện trong quá trình mình học đấy không? Và khi học thì sẽ là nghe thầy giảng, thầy hướng dẫn các cái quy tắc, các cái để mình thực hành, tự mình thực hành, hay là mình sẽ thực hành theo nhóm, thầy chia theo theo nhóm ở trên online này, cái hình thức ấy ạ, em muốn hỏi rõ thêm cái đấy ạ, em cảm ơn thầy ạ. Dạ, đúng là cô giáo khán giả hỏi rất là chuyên ngành trong trong của giáo viên. Nào, tiếng Anh nền tảng nó là cái nền tảng để mà mình có thể sử dụng nó trong mọi tình huống, trong mọi lúc, mọi nơi và mọi từ vựng. Giống như là mình học tiếng Việt, mình đánh vần, học đánh vần được rồi. Vậy thì mình cứ đọc từ đó, mình đọc lên thôi. Lúc mà các thầy cô học, mà học lớp 1 thì đương nhiên là các thầy cô sẽ không dạy cho những cái từ vựng ngoằn ngoèo, ngoắc ngoéo, những cái từ vựng mà nó tượng thanh, tượng hình, nó khó hiểu cho học sinh. À, đúng chưa ạ? Nhưng mà rồi các bạn ấy cũng biết cách làm sao để đánh vần những cái chữ đó. Rồi sau này các bạn ấy lớn lên rồi các bạn ấy sẽ dần dần các bạn ấy sẽ hiểu dần ra những cái vấn đề.
Khi mà học lớp 1 thì có những bài thơ, bài ca, bài hát mà hay là những câu thơ mà các bạn ấy đọc, đọc học đọc trong vô thức, đọc trong học thuộc lòng đó. Nhưng mà rồi lúc mà lúc nào đó các bạn ấy cũng hiểu ra được cái bài thơ đó nghĩa là gì, cái câu đó nghĩa là gì, cái bài thơ đó nghĩa là gì. Đó là trong tiếng Việt, đúng không? Thì trong tiếng Anh nó cũng tương tự giống như vậy, nó cũng tương tự giống như vậy. Đầu tiên là mình cứ đọc được cái đã, mình phát âm được, mình đọc được, mình nói được, mình đọc được lưu loát thì mình sẽ nói được trôi chảy, rồi mình sẽ từ từ mình sẽ hiểu nghĩa ở trong đó. Đương nhiên là nếu như mà đưa cứ lúc nào cũng đưa cái đoạn văn cho bạn ấy đọc thì chắc là lâu lắm mới hiểu được nghĩa. Nhưng mà chúng ta sẽ không cho bạn ấy đọc một đoạn văn, mà chúng ta sẽ bạn cho bạn ấy đọc đầu tiên là đọc các truyện tranh, nhờ nó có hình ảnh, nó có hình ảnh minh họa, cho nên là các bạn ấy cũng có thể hiểu được cái ý trong cái bài, trong câu chuyện đó là cái gì. Bạn sẽ học được những cái câu đối đáp, những cái câu nói ở trong cái câu chuyện đó nhiều lần, rồi các bạn sẽ hình thành được cái khả năng nói chuyện, khả năng trả lời, khả năng giao tiếp của mình ở trong đó. Lớn lên nữa thì khi mà các bạn học lớp 6 thì đương nhiên là cái phần mà bên giáo dục, bên trường trường học á, thì các bạn sẽ phải học nhiều hơn về ngữ pháp, là cái gì số ít số nhiều, rồi hiện tại tương lai, rồi quá khứ gì, tức là có rất là nhiều về về ngữ pháp ở trong đó. Nó cái này trong cái việc học này nó sẽ không giúp cho các bạn ấy về cái vấn đề ngữ pháp đó, nhưng mà nó sẽ giúp cho các bạn ấy thuộc từ vựng nhanh hơn, giúp cho các bạn ấy đọc bài trôi chảy hơn, giúp cho các bạn ấy cảm thấy cái tiếng Anh nó gần gũi hơn với các bạn ấy. Thì hiểu, thật ra là học ngữ pháp, muốn học được ngữ pháp tốt thì mình phải hiểu được cái lời nói của mình, hiểu được nghĩa mình đọc là cái gì thì mình mới nói được, mình mới hiểu được ngữ pháp. Và rất là nhiều các thầy cô đang dạy ngữ pháp mà thầy không biết nên nói như thế nào. Tại vì bây giờ các thầy cô, nếu mà mình hỏi học sinh là động từ là gì hay là danh từ là gì, được chưa? Học sinh có thể trả lời con không biết. Danh từ là gì cũng không biết thì làm sao mà học ngữ pháp, động từ là gì thì cũng không biết thì làm sao đọc ngữ pháp, động từ là gì thì không biết. Nhưng mà nếu muốn biết động từ là gì thì phải hiểu nghĩa nó là gì thì mới biết nó là động từ hay là nó danh từ. Tại vì trong tiếng Anh cũng giống như, có thể là trong tiếng Việt cũng giống như vậy, có nhiều từ vựng nó vừa là danh từ, nó là vừa là động từ. Khi nào nó là danh từ, khi nào nó là động từ thì tùy theo cái ý nghĩa trong cái câu đó nó nói là cái gì, hoặc là nó nằm ở vị trí nào trong cái câu đó thì nó sẽ thay đổi như thế nào. Tại vì nó có thể là động từ, nó có thể là danh từ, thậm chí nó có thể là tính từ, viết giống y chang nhau, chẳng khác nhau gì cả. Vậy thì nó phải hiểu nghĩa thì nó mới có thể làm được ngữ pháp tốt. Vậy thì nếu như mà học với lại cái bộ thẻ này, học qua cái phương pháp này, các bạn sẽ thuộc từ vựng, biết từ vựng nhiều hơn, học được từ vựng nhanh hơn, thì cái khả năng là sẽ giúp cho các bạn ấy học được ngữ pháp tốt hơn. Cái đó, đó là cái khả năng, không có một cái khoa học chứng minh, tại vì thầy chưa có làm một cái khảo cứu, một cái nghiên cứu về cái sự kết nối giữa cái cách học từ vựng, học của tính vần này của thầy với lại cái ngữ pháp. Thầy chưa có làm một cái nghiên cứu trực tiếp ở trong hai cái chỗ này, cho nên là thầy không có thể trả lời khẳng định là cái này đã có một cái khoa học chứng minh khoa học rồi, thì thầy chưa không dám nói, không không dám phát biểu cái phần đó. Nhưng mà thầy biết chắc rằng các bạn sẽ yêu đời, yêu tiếng Anh hơn, bạn kể cảm thấy gần tiếng Anh, nó gần gũi với mình hơn, thì những cái việc khác tiếp theo các bạn sẽ dễ tiếp thu. Thầy nghĩ là các bạn tiếp thu sẽ tốt hơn, đơn giản hơn ha. Nó có bị giới hạn ở cái chỗ là chỉ có biết EA đó hay không? Thưa rằng không, nếu như mà mình cứ sử dụng đều đặn, học đều đặn, đọc đều 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 thường xuyên thì tự nhiên những vốn từ vựng của mình sẽ gia tăng lên, càng ngày nó càng nhiều lên. Và có nhiều khi là có những câu mà mãi sau này khi mà mình lớn lên mình mới hiểu, đó là cái câu đó nghĩa là gì. Giống như là thầy học, thầy còn nhớ, bây giờ thầy vẫn còn nhớ cái bài thơ đó hay là cái bài bài học thuộc lòng đó? Không nhớ là thầy nhớ, không còn nhớ là thầy học lớp 2 hay là học lớp 3, mà thầy học bài học thuộc lòng ở Việt Nam này nè, thầy học bài thuộc lòng cái bài bà hai đi chợ mua rau, trái lang cu tí đi sau lưng bà, tiền bà trong túi rớt ra,
tí lan nhặt được chả bà mua rau. Cái câu đó rất là đơn giản mà lúc mà thầy học cái câu đó thầy chẳng hề hiểu nó là cái gì. Nhưng mà sau này thầy hiểu được cái câu đó nghĩa là cái gì. Thật ra các anh chị nó ăn sâu vào trong cuộc đời của mình, nó ăn sâu vào trong cái cuộc sống của mình. Nhưng mà lúc còn bé chưa chắc gì mình hiểu được những cái câu đó là cái nghĩa là gì. Nhưng mà mình vẫn đọc, mình vẫn thuộc thôi đúng không ạ? Đó là tương tự giống như là mình đang nói ở đây, đang nói tiếng Anh đó, thì nó cũng tương tự giống như vậy. Ok. Rồi, thầy xin mời bạn tiếp theo. Thầy hy vọng là trả lời được cho cô Vũ Quang Anh ha. Dạ thầy ơi, còn Dạ. em còn hỏi thêm là cái phần thầy đào tạo sắp tới à, thì cái học phí đấy là có cái bộ thẻ không ạ? À? Và chúng em đang học, nếu mà học thì tập luyện thì có thông qua bộ thẻ đấy nữa không ạ? À? Dạ. Cái bao chưa bao gồm cái bộ thẻ học phí đó, chưa bao gồm cái bộ thẻ, cho nên là cái bộ thẻ đó là các thầy cô sẽ phải mua riêng ở bên ngoài, và các thầy cô bắt buộc là phải có bộ thẻ đó thì các thầy cô mới tham gia cái lớp học được. Tại vì khi mà thầy tắt máy rồi, thầy tắt Zoom rồi, thầy xuống lớp rồi, thì cái bộ thẻ đó chính là thầy cô, thầy là giáo viên của mình, là người dạy cho mình đọc, dạy cho mình nghe, dạy cho mình nói, đó là cái bộ thẻ đó. Cho nên là tất cả các thầy cô là bắt buộc phải có cái bộ thẻ để tham gia vào cái lớp học này nhá. Vâng, tết số lượng tối đa để Tức của lớp là học nào. dạ, số lượng tối đa của cái lớp học này là 20 học viên. Vâng. Dạ. Rồi, cảm ơn cô ạ. Dạ vâng, em cảm ơn thầy. À, thầy xin mời cô tiếp theo là cô Nhân. À, em chào thầy và chị đang hiện diện ở rất là thầy đã chia cái câu hỏi của mình. Em cũng rất là chỉ cần mà em đạt được cái tiêu chí của khóa học là rất vui rồi, không có kỳ vọng. Cô Nhân ơi, cái điện, cái đường dây, cái đường truyền của cô hình như là nó bị yếu á, cho nên là thầy nghe nó rất là chập chờn, không biết là các anh chị khác có bị như vậy không? Có anh chị nào, các anh chị nghe cô Nhân có rõ không? Dạ có thầy ạ, nghe run rẩy lắm. Run 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 rẩy đúng không ạ? Rồi, Vâng, không nghe rõ thầy ạ. không nghe Không rõ. rõ thầy. Hình như đường truyền bị yếu á. Đường À truyền bị yếu. Dạ dạ. dạ Cô Nhân xem thử coi, xoay người thử coi là cái đường truyền của mình nó có tốt hơn đường tí nào không nào. Chó lai sạt nó wifi như đó, đường truyền yếu đấy. Dạ. Kéo kéo cái điện thoại của mình hay là cái máy của mình lại gần cái wifi một tí xíu nữa. Mà bây giờ thì đã hơn chưa? Dạ cũng chưa Em chưa 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 tốt hơn. thấy cái được. À, cô Nhân có thể thoát ra xong rồi vào lại cô Nhân ha, nhưng mà có thể thoát ra xong rồi vào lại, nó cũng một cách để nó coi nó kết nối được tốt hơn không. Dạ. Nó cũng vậy à, nó vẫn rè, nó rất là rè, nó rất là khó khó nghe. Ok, cô Nhân có thể hỏi thử coi là thầy có thể nghe được cái câu nói của cô không nhé. Ok, có một bạn hỏi là bạn Bình
Bình hỏi là lịch học như thế nào? Lịch học của mình chính chính thức sẽ là vào thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật này nha các anh chị em. Thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật là mình sẽ bắt đầu. Thật ra là mình sẽ bắt đầu vào tối ngày thứ năm á. Là những quy luật học tiền, không biết là sau khóa học có trong và sau khóa học thì thầy có hỗ trợ cho học. Cô Nhân ơi, cô Nhân ơi, thầy không thể nào nghe được cái câu hỏi của cô. Nếu như mà cô có thể nhắn đánh một cái câu hỏi vô trong nhắn tin đi. Cho học viên hay không ạ? À? Để những cái từ vựng đã để mình rèn. Cô Thầy ơi, Nhân. hình như Dạ là vâng ạ. em nghe được chị Nhân nói rằng là tức là sau cái khóa này ấy, thì thầy có hỗ trợ cho các cái học viên trong lớp học ấy các cái từ vựng cũng như là học từ vựng không phải không ạ? Chị Nhân đúng không ạ? Cái file á về quy luật đánh vần, ví dụ như là URE thì tờ URE mình sẽ đọc là chơ Rachel chẳng hạn, thì cái những cái quy luật đó thầy có gửi cái file đó để cho học viên. Dạ, thầy không có cái quy luật, tức là thầy không có gửi cho học viện, tức cái lớp học này, cái kèm giáo viên này đó các anh chị hả? Cái kèm giáo viên này thì thầy có làm cho các anh chị, cho các thầy cô. Tức là thầy có một cái file thầy tổng hợp mà kiến thức cho các thầy cô ở trong đây. Nhưng mà tại vì thầy cũng không hiểu rõ cái ý của cái cô Nhân lắm á, cho nên là thầy cũng không có biết là nên trả lời như thế nào cho nó chính xác. Theo ý em hiểu là thưa thầy là ý chị muốn hỏi là những cái file tài liệu để thầy truyền đạt đi ạ Dạ. thì thầy có chia sẻ được cho học viên để học viên tham khảo để luyện tập với cả tham khảo với ạ không? Ví Vâng dụ ạ, về file của thầy thì chắc mình sẽ quên, mình học có 3 ngày thôi rồi 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 sau đó mình quên cái quy luật đó đi. dạ rồi các anh chị học cái này mà rất là nhiều anh chị em mình là hiểu nhầm về cái này nhá. Anh chị học cái này mà anh chị cố gắng để anh chị nhớ quy luật thì anh chị sẽ bị thất bại. Anh chị mai mốt mà các thầy cô các anh chị mà mai mốt đi dạy học cho học sinh của mình á, mà các anh chị cố gắng dạy cho học sinh để mình để nhớ cái quy luật này đó thì các anh chị sẽ thất bại và anh chị sẽ làm cho học sinh của mình bị thất bại. Tại vì cái lớp học này các anh chị là mình học đánh vần, cho nên là cái miệng của bạn ấy phải bật ra được cái âm, cái mắt của bạn phải nhìn được thấy chữ và người nhìn thấy cái chữ là cái miệng bạn phải ra được cái âm đó là cái gì. Cho nên là cái khả năng phản xạ của mình là phải tập luyện chứ không phải là em chỉ nhìn và em nhớ. Cho thầy cô có nhiều thầy cô là sẽ nghĩ ra mấy cái câu thần chú ABC dắt dê đi ẻ, thế là dạy cho học sinh Mỹ câu thần chú đó rồi về nhà học đi con. Tức là cái đó thầy nói là cái phương pháp học mà các thầy cô đang vận dụng để dạy cho học sinh về những cái câu thần chú để các học sinh nhớ được những quy tắc á, thì cái đó học theo cách đó thì nhớ rất là tốt nhưng mà đủ để đi thi mà thôi. Còn nếu như mà ngoài cái đi thi ra là các thầy cô sẽ, các bạn ấy sẽ không phản xạ kịp. Tại vì lúc mà em phải ngồi em nhớ cái này thì cái gì thì lúc đó là không còn kịp để phản xạ nữa. Cho nên là nó sẽ khó. Nào, trong lớp thì trong cái buổi cuối cùng thầy chia sẻ, thầy có cái file thầy chia sẻ cái buổi cuối cùng và thầy có cái file thầy tổng hợp kiến thức cho các thầy cô trong cái khóa học này thì cái đó là thầy có nhá. Có như cô có cái file kiến thức cho các thầy cô nha cô Nhân nha. Dạ vâng. Rồi. Là thầy sẽ cho nhà các học viên để về nhà luyện tập thêm đúng không ạ? Cái file tổng hợp đó. File tổng hợp đó thầy cho các thầy cô cái file tổng hợp đó. Dạ. Dạ vâng, em cảm ơn thầy ạ. Cảm ơn cô Nhân ạ. Thầy xin mời chị Phạm Thị Vinh Quy ạ. Vâng. Em chào thầy và em chào quý anh chị thầy cô trong phòng Zoom.
Em cũng đã được học cái bộ thẻ của thầy và em đã là học viên của các clip học viên ấy ạ, học viên của các clip là hơn 1 năm nay rồi, gần 2 năm nay rồi. Và em cũng mong muốn là được trở thành giáo viên của học viện các clip và xây luôn đấy ạ thầy ạ, xây cái bộ thẻ này lắm luôn đấy ạ. Và cũng được thầy giới thiệu, một lần được thầy giới thiệu qua phỏng vấn của cô Ý để được vào làm giảng viên của của học viện, thì em cũng được chọn vào, được tập huấn được 1 buổi, nhưng mà cũng rất là chưa có duyên với học viện là vì trong cái thời gian đó thì mẹ em đã bị ốm một thời gian rất là dài nằm viện để phẫu thuật, cho nên đã phải dừng lại cái đợt tập huấn được làm giảng viên của học viện đấy. Dạ. Thì hôm nay cũng thời mọi cái nó cũng ổn ổn rồi thì em muốn quay lại để tiếp tục được thầy đào tạo và mong muốn được làm giáo viên của học viện Catholic. Dạ. Thì theo thầy thì cái trường hợp của em thì sẽ tham gia vào cái lớp học này hay là lớp học nào ạ? Dạ, cô nếu như mà cô tham gia vào cái lớp học này thì cô sẽ có những cái khả năng chuyên môn của cô nó khác hơn. Còn nếu như cô không tham gia thì cô biết tiếng Anh thì cô có thể đăng ký với bên thầy xem coi là thầy xét thử coi là có ổn để giảng dạy hay không, đủ khả năng, đủ trình độ hay chưa. Rồi nếu mà thầy thấy đủ rồi thì có thể là bên thầy sẽ có đào tạo nội bộ cho cô. Nó khác với lại cái đào tạo này ha. Cái lớp này là này lớp học này nó quy củ hơn cho nên là nó sẽ chuyên sâu hơn. Còn đào tạo nội bộ thì nó sẽ không được nhiều giống như là hay là nó không được cô đọng cho đào tạo này nhé. Em cảm ơn thầy. Và vậy em cũng có cái giống như một số cái băn khoăn của một số cô ở trong này là giáo viên, em cũng là giáo viên tiếng Anh, thì qua cái chương trình học của học viện cả là có rất nhiều học sinh phụ huynh, em cũng đã gửi đường link để tham gia lớp đào tạo của các thầy cô giáo trong học viện cả biết và nhận được rất nhiều cái phản hồi tốt từ học sinh cũng như phụ huynh, cho nên là em cảm thấy cái phương pháp này nếu mà được trao giá trị cho tới nhiều người, nhiều học sinh thì rất là tốt ạ. Đấy, kể có một số giáo viên tiếng Anh thì cũng băn khoăn về cái phương pháp này, thì bản thân em có trải nghiệm và học sinh của mình cũng được trải nghiệm thì các bạn ấy về tiến bộ rất là tốt đấy, và mình cảm thấy mình dạy nó nhàn hơn rất là nhiều ạ. Thì cũng có một số cái câu để nói và chia sẻ cùng với anh chị em ở trong phòng Zoom như thế. Vâng, cảm ơn cô Quy rất là nhiều. Và chắc là câu trả lời của cô Quy cũng là một cái phần đáp án cho cô Vũ Quang Anh hồi nãy đúng không ạ? Liệu rằng cái này nó sẽ có giúp ích gì cho học viên của em ở trong trường hay trong lớp hay không, trong trường hay không? Thì chắc là cô Quy là cũng là giáo viên tiếng Anh và cô cũng đem vào trong lớp và cô cũng thấy được cái kết quả nó thay đổi, nó khác biệt như thế nào ạ? Thì cô Quy cũng có chia sẻ rồi. Nào, Học sinh lớp 2 thì các bạn ấy sau khi học cái chương trình học viện xong ấy, cái khóa nền tảng luôn thì cái sách lớp 3 với lớp 4 thì các bạn học nó nhẹ nhàng lắm. Đấy. Nên là nó rất là nhẹ nhàng. Đấy, kể cả đến học sinh đại học hoặc ôn thi thì các bạn cũng cảm thấy là nó không khó trong những cái bài chọn về cái pronunciation ấy. Đấy, thì em cũng chia sẻ một chút xíu tới các băn khoăn của một số cô giáo ở trong phòng Zoom. Và vâng, cảm ơn thầy, cảm ơn các thầy cô đã lắng nghe. cảm Thì ơn. có gì thì em sẽ xin kết nối cùng với thầy thì thầy nhá. Vâng, rồi cảm ơn cô Quy. Bạn Nguyễn Văn Hiểm hỏi là ngoài tham gia vào lớp kem giáo viên này, ngoài học phí ra thì cần cần điều kiện như là trình độ như thế nào hay không? Hiểm thầy nãy thầy có nói rồi là thái độ hơn là trình độ. Thầy chỉ cần thái độ, thầy cần thái độ tốt thôi nhá, thầy cần thái độ thôi chứ không thầy trình độ thì đương nhiên là mình cũng không thể nào gọi là quá 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 mức tệ đúng không ạ? Nhưng mà đầu tiên là thái độ của mình nó tốt trước cái đã.
Còn cái trình độ của mình thì có thể mình sẽ học được, mình có thể dễ dàng hơn rất là nhiều so với lại cái thái độ của mình. Cho nên là ngoài học phí ra còn cần điều kiện gì nữa, là cần có cái thái độ học tập tốt, có tinh thần học tập tích cực nha anh Hiểm nha. Rồi, anh chị nào còn câu hỏi gì nữa không ạ? Có anh chị nào còn câu hỏi gì nữa mà thầy không, hình như là thầy đã trả lời hết cái câu hỏi rồi. Ok, lịch học của mình là ngày thứ sáu, tức actually đúng ra là tối ngày thứ năm nha anh chị, tối thứ năm 9 giờ tối ngày thứ năm là chúng ta sẽ bắt đầu chương trình. Và thầy tuyên bố nói lại luôn một lần nữa nè. Các anh chị nào mà đóng tiền học phí rồi, đóng tiền học phí rồi, các anh chị vào anh chị tham gia đóng tiền học phí để học vào học rồi mà tối thứ năm mà không vào lớp thì thầy sẽ hủy kèo nhé. Tức là thầy sẽ hủy bỏ các thầy cô đó, bạn đó, thầy sẽ trả tiền lại cho các bạn ấy. Tại vì thầy sẽ không nhận học viên mà không vào tham gia đầy đủ trong chương trình của mình. Lý do tại sao thì thầy có lý do của thầy. Thầy biết lý do của thầy và thầy có lý do của thầy. Cho nên đó là thầy nói trước luôn để các anh chị lỡ như mà thứ sáu các anh chị không được vào lớp thì các anh chị cũng đừng ngạc nhiên là ủa tại sao em không được, em bị tại sao em không vào lớp được, là tại vì anh chị đã thầy đã không nhận nữa rồi. Rồi rồi, nếu như không có anh chị nào, không có anh chị em nào có câu hỏi nữa thì chúng ta sẽ chia tay tối ngày hôm nay ở đây nha các anh chị em. Và chúng thầy sẽ hẹn gặp lại các anh chị vào tối ngày thứ năm 9 giờ tối. Thầy sẽ gửi link thông báo. Các anh chị nào mà tham gia vào lớp học, các anh chị sẽ được đưa vào cái link lớp và đưa vào nhóm lớp học chính thức. Ở trong đó các anh chị sẽ nhận được thêm những tài liệu, những hướng dẫn, những cái gì mà các anh chị cần chuẩn bị cho cái lớp học của mình, cho cái khóa học 3 ngày tới cuối tuần này của mình. Thì anh chị sẽ nhận được thêm những cái thông tin, những cái tài, những cái hướng dẫn của thầy ở trên trong nhóm nha. Và hẹn gặp lại các anh chị vào tối ngày thứ năm. Okay, còn bây giờ thì thầy xin chào tạm biệt nào các anh chị em. Cảm Bye ơn thầy. Bye bye. Em chào thầy. Cảm ơn thầy ạ. Anh chị Chúc thầy ngủ ngon. chào tạm biệt các anh chị. Night, teacher. Good night. Good night.